mấy câu nói nói ra rất nhẹ rất nhạt nhưng trong đó lại tràn đầy sự tín niệm vô địch của sở thanh mặc sở thanh mặc nhìn hai nàng vừa liếc nhìn chăm chú con ưng khổng lồ màu lam đã nhiều năm như vậy con ưng khổng lồ màu lam này có lẽ đã thành đồng bạn của bọn họ sinh linh trong thế gian một trong những nhược điểm lớn nhất là tự tin một trong các ưu điểm lớn nhất cũng là tự tin sở thanh mặc cười nói mấy năm nay ta cũng không phải không có tăng tiến xem đi nếu như ô long sơn chủ xuất hiện lần nữa ta đối phó có lẽ dễ hơn nhiều so với lần trước. Thủy y y dịu dàng nhìn sở thanh mặc, vứt cục quyết định độ kiếp đột phá, một khắc nàng bước lên không trung, toàn bộ đất trời nháy mắt gió thổi mây vần. Khi nàng bắt đầu huy động sức mạnh trong cơ thể, tấn công công cùng tổ cảnh thì trên trời cao, kiếp vân nổi lên bốn phía. Răng rắc, tia sấm xét tổ cảnh đầu tiên ầm ầm giáng xuống. Trên không trung xa vô tận, bóng dáng toàn thân tản ra ánh sáng đúng hẹn mà tới. Quả nhiên vẫn tới. Thời gian mấy năm cũng không thể làm Ô Long Sơn chủ bỏ qua việc truy sát họ. Ô Long Sơn chủ cũng đủ kiên trì, vậy mà có thể cứng rắn chịu đựng hôm nay mới xuất hiện. Chỉ có điều lúc này, con ưng khổng lồ màu lam nói: "Chúng ta cùng đi." Sở Thanh Mặc lắc đầu. "Không phải, hai người chuẩn bị đánh lén đi." "Đánh lén?" Trong đôi mắt của con ưng khổng lồ màu lam nhìn Sở Thanh Mặc chằm chằm. "Ô Long Sơn chủ biết rõ sự hiện hữu của chúng ta, phải đánh lén như nào?" Sở thanh mặc cười ha ha một tiếng. Nó nhất định cho rằng các người cũng không dám ra tay. Trong đôi mắt của con ưng khổng lồ màu lam bắn ra tê sáng sắc bén. Đã nhiều năm như vậy, ta nghe cậu giảng đạo vô số lần cũng không phải không thăng tiến chức nào. Thân hình sở thanh mặc lóe lên xuất hiện trên không cả triệu dặm, lại lóe lên xuất hiện ở càng xa hơn, đón đầu ô long dân chủ. Lần này, sở thanh mặc dẫn luôn thiên tự thần văn, ngừng thành chiến y cường đại, trên đỉnh đầu là thương cung thần giám, chân đạp hỗn độn hồng lô, cầm trong tay thí thiên trên cánh tay trái kim quang lóe sáng sở thanh mặc không hề khoa trương những năm gần đây hắn đã tiến vào một lĩnh vực hoàn toàn mới trong việc tu luyện cảnh giới của hắn cũng đã vọt vào tục cảnh đỉnh khoảng cách với thái thượng tuy là còn rất xa nhưng sau mấy lần trước cả phải ô long sơn chủ thì mạnh mẽ hơn nhiều đến đây đi cho ta xem thử mấy năm qua ngươi có chút tiến bộ nào không sở thanh mặc nói rồi cánh tay trái vung lên đánh thẳng về phía ô long sơn chủ giao gặp lại kẻ thù đặc biệt đỏ mắt Ô Long Sơn chủ thấy Sở Thanh mặc khí thế cả người rốt cuộc lại tăng lên vài phần, đạt tới trạng thái cao nhất. Chỉ có điều trong nháy mắt song vương đánh chính diện, Ô Long Sơn chủ đột nhiên phân thành hai, một Ô Long Sơn chủ khác xung thẳng về phía Thùy Y Y đang độ kiếp. Thân hình Sở Thanh mặc cũng vô cùng tự nhiên phân thành hai, đuổi theo phân thân kia của Ô Long Sơn chủ. Nhất chân đạp một cước, cử tự chân ngôn sau một cước này của Sở Thanh mặc thì ầm ầm bạo phát. Sức mạnh đại đạo mênh mông đó đối lập với công pháp và thần thông của Ô Long Sơn chủ, có năng lực khắc chế cường đại phân thân của ô long sơn chủ dường như đã hạ quyết tâm không muốn dây dưa với sở thanh mặc nữa liều mạng chống đỡ một cước đó của sở thanh mặc cũng muốn nhằm về phía thủy y nhưng nó nằm mơ cũng không nghĩ tới một cước này của sở thanh mặc lại quá hung tàn một cước này của hắn thực sự không chỉ có sức lực vô song càng nhiều hơn là đại đạo vô thượng của cửu từ chân ngôn trước khi vận tự quyết sở thanh mặc bất động như núi phân thân kia cũng dừng sững ở đó dường như đã cắm rễ trên không trung cho dù là ai cũng không thể lay động được hắn càng tu luyện tới cảnh giới cao sở thanh mà có thể từ trong chân kinh cửu từ chân ngôn này phát hiện ra tiềm năng cường đại dường như cả cuộc đời cũng không phát hiện hết ra được quyết chữ binh năng lượng mênh mông đa phần tinh khí của đất trời trong nháy mắt quyết chữ binh vận hành cũng đã chui vào trong cơ thể của sở thanh mặc sau đó lại trong nháy mắt nhảy trúng cái chân của sở thanh mặc sau khi đạp một cước ra toàn bộ nện trên thân thể của ô long sơn chủ một kích này như một cái búa tạ đập gãy những khớp xương của phân thân ô long sơn chủ nhưng cũng còn chưa kết thúc quyết chữ đấu vũ trụ cộng hưởng theo lúc này ô long sơn chủ đã có kinh nghiệm hơn nhiều nó chống lại được chàng vượt kinh khủng áp bách tới muốn lấy chàng vượt cường đại hơn để chấn áp sở thanh mặc đến không thở nổi mà khi sở thanh mặc vận quyết trự đấu của cửu tự chân ngôn trong nháy mắt đã liên hợp với vũ trụ này gây nên cộng hưởng với toàn bộ vũ trụ ô long sơn chủ cho dù có mạnh tới đâu thì cũng không có năng lực đối kháng với toàn bộ vũ trụ cho nên chàng vượt mạnh mẽ đến mức là người ta run sợ của y trong nháy mắt đã bị sở thanh mặc phá hỏng thậm chí không thể phát lực chút nào tới thân thể của Sở Thanh Mặc. Lần này, Ô Long Sơn chưa đến có chuẩn bị, Sở Thanh Mặc, sao lại không có chứ? Sở Thanh Mặc vận hành quyết chữ giả, hồi phục năng lực độc nhất vô nhị, hồi phục lại cơ thể mình trước khi chưa bị thương, cấp bậc chiến đấu quá quan trọng, bởi vì cũng không ai dám cam đoan sau một khắc mình sẽ không bị thương, một khi bị thương dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng đến chiến lược Sở Thanh Mặc lại vận quyết chữ dài, thần niệm cảm ứng kinh khủng trong thời gian ngắn đã hoàn toàn phong tỏa Ô Long Sơn chủ và phân thân của y lại. Điều này cũng cực kỳ quan trọng, bởi vì lấy cấp bậc như sinh linh của Ô Long Sơn Chủ, muốn không bị một tu sĩ tổ cảnh phong tỏa thì có vô số cách. Nói vậy, một chưa qua rất có thể đánh chúng chỉ là một tàn ảnh mà thôi. Nhưng dưới sự tập trung của quyết chữ dài, cho dù là sinh linh cảnh giới thái thượng cũng không thể nào che giấu được. Cử tự chân ngô là sở thanh mặc hoàn thành trong nháy mắt, cho nên, tự quyết của sở thanh mặc ẩn tàng khí tức bản thân một cách hoàn mỹ. Đại đạo đó làm ô Long Sơn chủ cảm thấy sợ hãi và muốn điên lên, bởi vì trong thần thức của y, sở thanh mặc vậy mà đã biến mất y đã không thể tìm được tung tích của sở thanh mặc điều này quá đáng sợ đáng sợ hơn là tiếp đó quy lực của liệt tự quyết bắt đầu thể hiện ra thời gian và không gian nơi này trong nháy mắt đã nằm trong tràng vượt của sở thanh mặc cho nên dòng sông thời gian vừa muốn xuất hiện đã biến mất không thấy tăm hơi nữa bởi vì thời gian trong không gian này đã bị sở thanh mặc nắm trong tay tuy là còn chưa khống chế hoàn toàn nhưng thế cục đó đã quá bất lợi với ô long sơn chủ rồi tu sĩ loài người này chính là tu sĩ nhân loại nắm giữ đại đạo trí cao thủ đoạn này cho dù những sinh linh còn lại bên kia cũng khó có thể sánh bằng quyết chữ tiền làm trong nguyên tố ngũ hành nơi này đều tập trung về phía sở thanh mặc tất cả nguyên tố ngũ hành đều hóa thành từng pháp trận hung ác rồi sau đó hình thành một sát trận thật sự một sát trận ngũ hành hoàn hảo vô cùng khủng bố quyết chữ hành sau cùng những năm gần đây sở thanh mặc rốt cục cũng có thu hoạch mặc dù không thể đạt được trạng thái thiên nhân hợp nhất nhưng cũng đã thấy được đạo thân hình của hắn theo ý nghĩ có thể trong nháy mắt xuất hiện ở bất kỳ một nơi nào mà thần thức có khả năng chạm tới nằm trong trạng thái cửu tự chân ngôn này dường như là vô địch tiêu hao của nó đương nhiên là một con số kinh người nhưng năng lượng dự trữ trong cơ thể sở thanh mặc đủ để chống đỡ được loại tiêu hao lớn này vì thế sở thanh mặc không hề lo lắng về cuộc chiến về sau phần thân của ô long sơn chủ bị một cước này của sở thanh mặc đánh cho bay ra ngoài sau đó phần thân của sở thanh mặc như bóng với hình điên cuồng tấn công đáng thương cho ô long sơn chủ lại lần nữa bi kịch Rõ ràng cảnh giới của y cao hơn Sở Thanh Mặc rất nhiều, hơn cả một cảnh giới lớn, lý giải về đạo cũng hoàn toàn hơn Sở Thanh Mặc, thân thể mạnh mẽ cũng không yếu hơn thân thể tổ cảnh của Sở Thanh Mặc là bao, nhưng kết quả bị Sở Thanh Mặc mạnh mẽ đánh bẹp, phân thân như vậy, bản tôn cũng giống vậy. Chiến lực cả người của Sở Thanh Mặc so với lần trước tỷ thí với Ô Long Sơn chủ lại tăng lên rõ rệt, dưới cái nhìn của Ô Long Sơn chủ, nhân loại này nhất định là một tên biến thái. Từ năm tháng vô tận tới nay, những đại tu sĩ nhân loại mà y từng giết quả thực là ngàn vạn, nhưng chưa từng có ai đáng sợ như người này. Trong cơ thể hắn dường như có sức mạnh vô cùng vô tận, đạo hạnh của hắn, thần thông của hắn, pháp thuật của hắn, tất cả đều cao hơn tu sĩ cùng cảnh giới nhiều, có cảm giác làm người ta vô lực. Lúc này, sở thanh mặc lạnh lùng nhìn ô long sơn chủ, nâng đùi phải của hắn lên. Lục tự chân ngôn sau khi đùi phải sở thanh mặc đạp một cước về phía bản tôn của ô long sơn chủ thị ầm ầm bạo phát. Loại phật lực độc nhất vô nhị này nhìn có vẻ công chính bình thản, thật ra khủng bố vô song. Phân thân của Ô Long Sơn chủ soạt một cái trở lại trên người bản tôn, hợp với bản tôn từ hai thành một, sau đó, sinh linh khủng bố đó rốt cục không nhịn được mở miệng. Rốt cục ngươi là ai? Chân phải sở thanh mặc hung hăng đá vào mặt của Ô Long Sơn chủ vĩ đại, bịch, một tiếng, thân thể cao lớn của Ô Long Sơn chủ liền bay vào ra ngoài. Bây giờ, ta là Phật gia nhà ngươi. Tiếp theo, chân trái lại lưu loát đá một cái nữa theo sau chân phải, động tác cực kỳ mạnh lạc trôi chảy, sức mạnh cực kỳ lớn cái đá này là của đạo gia nhà ngươi sau đó cánh tay trái màu vàng kim xoay tròn một vòng mang theo sức mạnh sấm sét tát mạnh lên mặt ô long sơn thủ tạo thành hình bàn tay lớn đỏ tươi cái tát quá mạnh mẽ cắt đứt luôn cả tiếng gầm gừ của gã cái tát này là cho cơn giận của đại gia nhà ngươi cuối cùng sở thanh mặc dùng tay phải cầm lấy thí thiên hung hăng chém tới một đau này được chém ra khiến cho cả đất trời đổi rác hãi hùng chém ra một luồng hào quang màu đỏ ngòm cùng sát ý vô tận cực kỳ kinh khủng, sắc bén đến mức không gì sánh được. Theo bản năng, Ô Long Sơn chủ liền giơ cánh tay lên chắn, trong nháy mắt rót toàn bộ pháp lực vào cánh tay khiến nó trở nên cứng rắn hết mức. Sắc sắc, thanh đao màu đỏ ngòm của thanh đao tuyệt thế thí thiên lập tức chém dụng cánh tay của Ô Long Sơn thủ, khiến nó rơi xuống đất đầy bụi bẩn, xương cốt dù cứng rắn đến không thể tưởng tượng nổi cũng không thể chống đỡ được dưới sự sắc bén của thí thiên. Ô Long Sơn chủ kêu lên một tiếng thảm thiết, âm thanh vang xa tưởng như vô tận đường đường là một người ở cảnh giới thái thượng lại bị sở thanh mặc một tu sĩ tổ cảnh đình chém rụng một cánh tay chuyện này dù là người ngu nghe được cũng sẽ cười gạ thôi mũi đây không chỉ là một chuyện không thể tin nổi mà là không thể nào xảy ra trên đời thân thể khổng lồ tưởng như chạm trời của ô long sơn chủ lập tức nhạt đi gần như chỉ trong nháy mắt đã chỉ còn lại một tàn ảnh nửa trong suốt dù gã sẽ không thật sự bị giết chết nhưng chắc chắn sẽ thất bại ê chề thua trước sở thanh mặc một tu sĩ loài người thậm chí thấp hơn gã một cảnh giới cực kỳ lớn nếu gã còn tiếp tục đánh nữa cũng có thể gã sẽ khiến sức chịu đựng của sở thanh mặc kiệt quệ từ đó mà thắng cuộc bằng sức mạnh kinh khủng của gã vấn đề là gã có thể kiên trì được đến khi ấy không cho nên sau khi yêu long sơn chủ liên tục bị ăn hành liền hơn đàn trí đường đường một thái thượng lại có thể bị sở thanh mặc làm cho sợ hãi mà lui hơn nữa bây giờ không phải là giả bộ rút lui đợi một lát sẽ quay lại mà là thật sự rời đi không quay lại nữa ở những nơi sâu nhất trong vũ trụ vẫn có thể nghe thấy tiếng gầm gừ tràn ngập giận dữ và không cam lòng của Âu Long Sơn Thủ. Chuyện này, mất mặt chỉ là vấn đề nhỏ, xấu hổ không còn trí tiến thủ mới là chuyện lớn. Có lẽ, dù là bất kỳ ai cùng cảnh giới như thế mà bị một người cảnh giới thấp hơn mình áp chế hoàn toàn như thế cũng đều có phản ứng như vậy. Sở thanh mặc ngoắc ngoắc tay, lưu loát thu cánh tay của Âu Long Sơn chủ ban nãy bị chém xuống kia vào bên trong thương cung thần giám. Thứ này rất tốt, tinh khí ẩn chứa bên trong nó phong phú như không có giới hạn vậy dù với tu sĩ nào thì cũng là nguyên liệu nấu ăn cao cấp. Con đương khổng lồ màu lam bên kia từ chỗ mai phục đi tới cùng kỳ tiêu vũ, vẻ mặt vẫn hết sức kinh hãi. Lần đối chiến ô Long Sơn chủ này tại sao lại tranh lệch lớn với trận trước đến thế, thì ra sở thanh mặc hắn vẫn luôn giấu tài. Con đương khổng lồ màu lam nhìn sở thanh mặc, sau đó thốt lên. Chủ nhân, ta hy vọng có thể đi theo ngài từ giờ về sau. Sở thanh mặc nhìn con ưng một cái. Đi theo ta sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, có thể sẽ chết đấy không sao cả, chỉ khi đi theo cường giả tuyệt thế như ngài, ta mới có thể thật sự trưởng thành. Nếu không, ta mãi mãi chỉ là một sinh linh chỉ tạm được coi là mạnh mẽ, mãi mãi không thể trở thành cường giả chân chính. Con ưng khổng lồ màu lam thành khẩn nói, từ sự thất bại của ô long dân chủ, nó đã hiểu ra rất nhiều thứ, sinh linh không phải thuộc loài người, càng tu luyện đến cảnh giới cao càng tranh lệnh lớn so với tu sĩ loài người cùng cảnh giới mình, cho nên, muốn thật sự có thành tựu, muốn làm chuyển đất dung trời, thì nhất định phải tìm được cho mình một chủ nhân tài giỏi thấu đạt. Có sự tự nguyện góp sức của con ưng khổng lồ màu lam kia, sở thanh mặc cũng rất vui lòng. Mấy năm nay, hắn cũng đối xử rất tốt với nó, giảng kinh, truyền đạo, chưa bao giờ cấm nó nghe, chưa bao giờ nói dối nó, thậm chí còn kể cho nó nghe rất nhiều bí mật. Con ưng khổng lồ màu lam ấy cũng là một sinh linh có tình cảm, nó đã coi sở thanh mặc như thầy. Trước đây, nó cũng đã dự định sẽ mãi mãi đít heo sở thanh mặc, nhưng trận chiến hôm nay mới làm nó hoàn toàn hạ quyết tâm. Lúc này, bên kia, thiên kiếp tổ cảnh của Thủy Y cũng đã tiến đến giai đoạn giữa, không có sự quấy rầy của Âu Long Sơn Chủ, quá trình độ kiếp của Thủy Y diễn ra rất thuận lợi suôn sẻ. Sau cùng, khi trải qua lượt thiên kiếp cuối cùng, Thủy Y thành công bước chân vào cảnh giới tổ cảnh, trong thân thể nàng tỏa ra khí thế mạnh mẽ, quanh thân là đạo vận nồng đầm, trên trời sinh ra các hiện tượng lạ mang đến điểm lành, tinh khí không ngừng rót vào trong thân thể Thủy Y Thủy Y lặng lặng đứng trong không trung, giữa đôi mắt sáng của nàng sinh ra cảnh tượng vũ trụ vô cùng mênh mông tuy tốc độ thay đổi rất chậm nhưng cũng nói lên đạo hạnh của nàng lại phát triển thêm một cấp độ trong lòng thủy y y tràn ngập xúc động sự biết ơn đối với sở thanh mặc cũng khó bút nào tả được dù sở thanh mặc là chồng nàng nhưng trước giờ hắn cũng đã giúp nàng quá nhiều rồi có thể nói nếu không gặp được sở thanh mặc đến hôm nay có khi nàng vẫn chỉ đang nỗ lực tiến đến cảnh giới trí tôn cũng sẽ không thể rời khỏi viêm hoàng đại vực nổi nhớ tới lời của linh thông thượng nhân thủy y y đong đưa ánh mắt Nhìn kỳ tiêu vũ phía kia một cái Đúng lúc, hai người như có thần giao cách cảm vậy Kỳ tiêu vũ cũng nhìn lại nàng Hai người liền nhìn nhau, cười một tiếng Kiếp trước, chắc hẳn hai nàng thực sự là một người Để kiếp này trở thành vợ chồng ái ân Cùng làm bạn, đi cùng hắn suốt đời Cảm giác này, thật tốt, thật sự quá tốt Thời gian thấm thoát trôi, đã qua mười mấy năm rồi Ba người mộ từng bây giờ đã đến rất gần phía Tây thông đạo Những năm gần đây, dọc đường Bọn họ gặp rất nhiều sinh linh đủ hình dạng có sinh linh ác ý muốn cướp đoạt tài nguyên của bọn họ, thậm chí muốn ăn thịt bọn họ, nhưng cũng có sinh linh có ý tốt, nghĩ rằng gặp lực là có duyên, liên khoản đãi thật tình. Họ cũng gặp thêm rất nhiều kẻ địch, giết rất nhiều sinh linh không phải là người cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng gặp thêm rất nhiều bè bạn, thậm chí có một số người muốn cùng đi với Sở Thanh Mặc. Sở Thanh Mặc đều đồng ý với họ, nếu sau này có thể trở về, nếu có thể gặp nhau ở chỗ cũ năm xưa sẽ đi chung một đường. Cuối cùng, sau 25 năm ba người Sở Thanh Mặc đi từ Tú Thủy Sơn Trang, cuối cùng họ đã đến cuối thông đạo. Ở đây hoàn toàn hoang sơ, trong phạm vi vài tỷ dặm chỉ toàn là sa mạc, không thấy có sinh linh sinh sống. Nhìn xa hơn cũng chỉ thấy bầu trời vũ trụ vô tận, bầu trời của vũ trụ rất khác những chỗ khác, không có một ngôi sao nào, chỉ có hỗn độn và những hàng rào kết giới nhiều không biết bao nhiêu. Phật đang ở đâu chứ? Con ưng khổng lồ màu lam nói, vẻ mặt mờ mịt tối tăm. Sở thanh mạc hít sâu một hơi, hơi nhắm mắt, sau đó liền nói. Phật, đang ở đây. Đâu? Ở đâu? Ngay cả Kỳ Tiêu Vũ và Thủy Y Y đều mờ mịt không hiểu. Trong tâm, Sở Thanh Mặc chậm rãi nói, trong thân thể hắn cũng đã bắt đầu phát ra vầng sáng nhàn nhạt, nhạt, một vòng ánh sáng từ phía sau lưng Sở Thanh Mặc phát ra nổi bật, nhìn qua, sau đầu Sở Thanh Mặc giống như là mang theo một đồ vật đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt vậy. Hai người một ưng, tất cả đều trưng ra bộ mặt nghiệt ra vì ngạc nhiên. Nói về Phật, con ưng không hiểu chút gì cả, cho nên nó không hiểu ý của chủ nhân là thế nào nhưng nó có thể cảm nhận được trên người sở thanh mặc có hơi thở cực kỳ nhân từ, dù rất mờ nhạt. Quái lạ, trên đường chủ nhân đã giết chết bao nhiêu sinh linh trong tâm có suy nghĩ ác độc, hắn cũng không phải người có lòng từ bi, tại sao có thể có hơi thử từ bi thế kia. Hai người Thủy Y và Kỳ Tiêu Vũ đương nhiên hiểu về Phật hơn so với con ưng kia, khi thấy thế đều mang vẻ mặt rung động, các nàng bỗng nhiên nhận ra, lúc này dáng vẻ của sở thanh mặc cực kỳ giống một vị Phật. Đúng lúc này, trong hư không vũ trụ tràn ngập hỗn độn bỗng nhiên xuất hiện bóng dáng một người tuy rất nhạt nhòa bóng người đó hoàn toàn là do hào quang mà thành sau đầu cũng có một quầng sáng rất lớn hơn nữa hơi thở từ bi trên người bóng người kia phát ra nồng đậm hơn nghìn vạn vạn lần so với sự thanh mặc nồng đậm nhất có thể đối mặt với bóng người này không ai có thể sinh ra chút sát ý nào thậm chí còn có cảm giác muốn quỳ xuống cúi đầu cảm giác là từ sâu trong tâm tưởng sinh ra mà không phải do ai khống chế nội tâm thật sự muốn cúi đầu trước bóng người kia. Sở thanh mặc lặng lặng đứng yên, nhìn bóng người kia sau đó không người thi lễ, nói. Đệ tử sở thanh mặc bái kiến Phật đà. Cõi đời này không hề có Phật. Một âm thanh hùng vĩ tràn đầy từ bi từ vũ trụ hư không xa xôi vọng lại. Ngài chính là Phật, sở thanh mặc nói. Phật là Pháp, Phật là Lý, ta không phải Pháp, không phải Lý, vì thế, ta không phải Phật. Âm thanh hùng vĩ kia lại vọng lại hơi thở từ bi ùn ùn kéo đến sở thanh mặc không nói gì thêm về vấn đề này nữa mà hỏi đệ tử muốn biết vì sao lại tồn tại phong thần bằng vì sao lại có thần cách vì sao sinh linh lại không có được tự do tất cả những điều này là vì nguyên do gì trong hỗn độn bóng người kia trầm mặc hồi lâu sau đó nói chúng sinh đều phải trải qua khổ đau sở thanh mặc hỏi vậy con phải làm sao đây muốn làm gì liền làm như thế sở thanh mặc lại hỏi tiếp vì sao năm xưa vương tộc họ sở lại bị diệt chỉ trong một đêm nếu ta giúp những sinh linh kia chảm thần cách thì những tồn tại tối cao phía trên có tức giận hay không những câu hỏi này khi hỏi ra đã rất mạo hiểm thậm chí để lộ ra bí mật của mình lý do sở thanh mặc gian khổ đi suốt thời gian qua cũng không phải chỉ để hỏi sự thật mà hắn muốn xin vài lời dẫn dắt hơi thở từ bi đã hoàn toàn bao trùm sa mạc mênh mông bằng mắt trần vẫn có thể thấy rõ một số lượng lớn thực vật màu xanh biếc đang mau chóng sinh sôi và lớn lên trong nháy mắt nơi vắng lặng này đã trở thành một ốc đảo tràn trề sức sống sức mạnh của phật thật sự sâu không thể dò nhưng sở thanh mặc lại có cảm giác ý định ban đầu của sức mạnh từ bi này cũng không phải là muốn làm cho hoang mạc mênh mông trở thành ốc đảo đầy sức sống mà là đang cản trở một thứ gì đó đến cảnh giới hiện tại của hắn chỉ cách thái thượng một bước nhỏ có thể cả đời cũng không thể vượt qua cũng có thể vượt qua bất cứ lúc nào nhưng dù sao đi nữa sự cảm ứng của sở thanh mặc đối với đại vận hay nhân quả đều vượt xa người thường sau khi Sở Thanh Mặc hỏi xong những lời đó, trong hư không hỗn độn, bóng người rất cao lớn kia trầm mặc rất lâu, giống như đang suy tư, cũng giống như không muốn trả lời. Sở Thanh Mặc cũng không hỏi tiếp mà đứng yên chỗ đó, kiên nhẫn đợi. Đối với một thế giới gần như đã khô kiệt này, nếu chỉ tìm được con đường đó thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Cuối cùng, sau rất lâu, bóng người kia lại mở miệng trả lời. Lúc này, không còn có thâm ý nào chưa bộc lộ rõ nữa. Dù người kia không trả lời thẳng thắn vấn đề Sở Thanh Mặc hỏi, nhưng lại nói cho sở thanh mặc một chuyện sở thanh mặc nghiêm túc tập trung nghe hắn nghe rõ con đường kia chỉ có thể là con đường thông thiên mà toàn bộ sinh linh ở cảnh giới thái thượng đều muốn tìm ra chúng sinh đều phải trải qua khổ đau nếu muốn thoát khỏi khổ đau mà đi tìm niềm vui thì cần có nghị lực rất lớn sự nhẫn nại rất lớn và cũng phải trả giá rất nhiều chúng sinh tất cả đều có nguồn gốc có bản năng mỗi sinh linh thật ra đều có thần cách hoặc công khai hoặc giữ bí mật nhưng đều tồn tại cả trên mặt sở thanh mặc có vẻ khiếp sợ hắn không thể tưởng tượng được Phật Đà, chính xác hơn là một vị Phật Đà tồn tại mờ ảo như vậy lại có thể nói ra một đáp án như thế. Người đầu tiên nói rằng chúng sinh đều phải trải qua khổ đau, chính là thần cách sao? hoặc công khai hoặc bí mật, có ý gì? công khai, chẳng lẽ ý nói đến thần cách của những tu sĩ phong thần bảng? vậy bí mật là chỉ những sinh linh tu luyện trên thế gian sao? phong thần bảng không phải tự nhiên mà có, nó sinh ra là do năm xưa có một cường giả tuyệt thế, hiện đã luân hồi muốn thay đổi tình cảnh này, cho nên mới chế tạo rất nhiều phong thần bằng, phong thần lệnh, nhờ vào thủ đoạn cao cường mà ngưng tụ nên thần cách rõ các hình thái trong đầu của sinh linh, chống lại lẽ trời, nỗ lực tránh thiên cơ xảy đến. Còn ưng khổng lồ màu lam đầy vẻ khó hiểu, mờ mịt, kỳ tiêu vũ và thủy y y cũng rất chăm chú lắng nghe, sở thanh mặc cũng nghe rất nghiêm túc. Thông đạo tóm lại là thế giới như thế nào, tất cả những bậc hiền triết đều luôn suy nghĩ. Có lẽ đã có người từng ra khỏi thông đạo nhưng cũng không quay lại, cho nên thông đạo là thế giới ra sao, tuy có rất nhiều giả thuyết nhưng lại không hề có đáp án chính xác, sự diệt vong của vương tộc họ Sở cũng không phải là ý trời, mà là do những cổ tộc trong thông đạo gây nên. Nắm đấm của Sở Thanh Mặc siết chặt lại, hắn thật sự không nghĩ Phật Đà sẽ trả lời câu hỏi này của hắn. Kỳ Tiêu Vũ và Thủy Y y cũng cực kỳ căng thẳng, nói thế, kẻ thù của Sở Thanh Mặc chính là tất cả cổ tộc trong thông đạo này sao? Phía trên thái thượng liệu có tồn tại đại tổ hay không? sở thanh mặc cảm nhận được hơi thở kia vẫn từ bi vô cùng mới hỏi đến vấn đề này chưa từng có phật đà lập tức trả lời đầy chắc chắn điều này lại làm sở thanh mặc giật mình trước đây không chỉ quách xương và một vài đệ tử của cổ tộc thậm chí cả linh thông thượng nhân một người siêu việt đến mức như thế cũng đều nói rõ thật sự có một vị tối cao như vậy phong thần bằng lệnh bài phong thần thần cách ngọn nguồn của tất cả những thứ này đều tới từ nơi đó nhưng bây giờ lời nói ấy lại bị Phật Đà phủ nhận hoàn toàn. Vậy tóm lại là nên tin vào ai? Theo bản năng, Sở Thanh Mặc cảm thấy nên tin tưởng Phật Đà, nhưng hắn vẫn cảm thấy cực kỳ khó tin. Vì sao? Hắn không nhịn được hỏi tiếp. Bậc hiền chết đã chế tác nên phong thần bằng lệnh bài phong thần kia đã gặp nạn rồi. Trong âm thanh to lớn tràn ngập từ bi kia còn mang theo sự tức nuối nhàn nhạt, nhạt, lại như đang hồi tưởng xa xăm. Sở Thanh Mặc mất rất lâu mới có thể nghĩ ra lời để nói. Trầm Mặc hồi lâu rồi nói vậy toàn bộ những chuyện này kể cả chuyện vương tộc họ sở bị diệt vong đều là do những cổ tộc trong thông đạo sao đúng sở thanh mặc hít sâu một hơi luân hồi nhiều lần mỗi lần trước khi luân hồi thì đạo hạnh đều biến mất vì sao lại như vậy cũng là do chúng sinh đều phải trải qua khổ đau thân xác chết đi đạo tan biến cát bụi rồi cũng trở về cát bụi đất trở về với đất điều này cũng là điều bình thường không đúng sao Âm thanh hùng vĩ nói tới đây còn hỏi ngược lại. Sở thanh mặc đứng tại chỗ cao mày, trong đầu lúc này chỉ toàn là những lời Phật đà vừa nói. Thần xác chết đi, đạo tan biến, cát bụi trở về cát bụi, đất trở về với đất, điều này không phải bình thường sao. Nếu thật sự không có đại tổ, như thế toàn bộ đều có vẻ thật bình thường. Nhưng vấn đề là theo lời linh thông thượng nhân nói, chỉ cần hắn bước vào cảnh giới thái thượng, đạo hạnh của hắn sẽ bị sụp đổ hoàn toàn. Vậy sau khi chết, đạo sẽ tan đi đâu? Sở thanh mặc hỏi, lúc này phật đà lại trầm mặc thật lâu sau đó mới sâu kín nói trời sở thanh mặc cao mày trong lòng rất không bình tĩnh không thể bình tĩnh nổi bỗng nhiên hắn trượt nảy ra một ý đạo trở về trời vậy người có tài sẽ không bị hủy diệt đúng chứ đúng sở thanh mặc phù một tiếng thở phào một cái hắn cuối cùng cũng hiểu một chút dù là sinh linh nào mạnh mẽ đến đâu tu luyện đến cảnh giới gì dù là thái thượng cũng sẽ có ngày thân xác chết đi đạo tan biến đến lúc ấy đạo hạnh cũng sẽ trở về với trời vậy có nghĩa là đạo hạnh từ trời mà ra cho nên mới nói cát bụi về với cát bụi đất về với đất đây mới là sự cân bằng thật sự của thế gian này ở nơi này không hề có sinh linh bất tử không hề có tồn tại nào là vĩnh hằng chẳng biết tại sao sau khi biết hết mọi chuyện sở thanh mặc lại có cảm giác nhẹ nhõm ít nhất kẻ thù của hán không còn là một nhân vật bí ẩn thật ra không biết gì mới vĩnh viễn đáng sợ luôn là như thế dù kẻ thù của hắn là tất cả cổ tộc trong thông đạo, hắn cũng không sợ hãi bao nhiêu. phật đã nói rất rõ bậc hiền chết nam xưa vì muốn chống lại thiên cơ mới chế ra vật chống lại ý trời như phong thần bằng, sau đó mới phân phát cho các cổ tộc dùng nó kêu gọi những tu sĩ cường đại trong toàn vũ trụ. tiếp đó lại dùng lệnh bài phong thần điều khiển bọn họ. cùng lúc người đó cũng có thể luôn luôn nắm mọi sinh linh toàn vũ trụ trong lòng bàn tay. bởi vì muốn rời khỏi vũ trụ này, trừ phi ngươi là thái thượng, nếu không chỉ có thể đi qua chiến trường viễn cổ cho nên nắm giữ phong thần bảng và lệnh bài phong thần chẳng khác nào nắm giữ toàn bộ sinh linh trong vũ trụ này sau đó nếu trong những sinh linh này xuất hiện người có tài năng nghịch thiên có thể đột phá đến thái thượng rồi cũng sẽ bị thiên đạo nghiền ép bởi thần cách chắc chắn không tha cho những người đạt đến thái thượng nó sẽ làm thiên đạo tưởng nhầm sinh linh kia đã đi đến đoạn cuối sinh mệnh thật sự là sâu xa một chủ tính sâu xa một tính toán khủng khiếp có thể chế được vật như phong thần bảng theo sở thanh mặc chỉ có thể là thái thượng thậm chí đại tổ mới có thể làm được. Theo đàm mà nghĩ, linh thông thượng nhân thật sự là quá siêu việt, sau khi biết được rất nhiều chuyện lại có thể quyết đoán xương cảnh giới của mình ở một trạng thái cực kỳ đặc biệt. Trên lý thuyết, y đã đạt đến thái thượng, nhưng y lại lừa gạt thần cách của mình, làm cho thần cách đó tưởng nhầm y vẫn chỉ là tổ canh. Cho nên thần cách của y chưa hề gây sức ép cho y. Nhờ vậy mà y mới có thể sống vô lo vô nghĩ, hoàn hảo không sức mẻ cho đến bây giờ. Sở thanh mà cuối cùng cũng hiểu rõ, nhưng trong lòng không khỏi có phần thổn thức hắn không nhịn được hỏi. Ta có thể tùy ý đi chạm thần cách cho những sinh linh kia sao? Sở thanh mặc lại hỏi lại. Lúc này đây, Phật Đà trả lời lập tức. Đây là điều rất tốt, đương nhiên có thể, nhưng người sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Sở thanh mặc rất hiểu rất nhiều nguy hiểm là chỉ cái gì, vì nếu hắn thật sự tùy ý chạm thần cách cho mọi sinh linh, tất nhiên sẽ làm các cổ tộc tức giận, làm như thế chẳng khác gì phạm đến quyền lợi của các cổ tộc đó cả, sẽ chẳng có cổ tộc nào lại cho phép hành động đó của hắn cho nên hắn cần phải hành động cẩn thận như lời của lạc phi hồng và cổ băng băng nói vậy chỉ có nắm giữ phong thần bảng và lệnh bài phong thần mới có thể chạm thần cách của những sinh linh tương ứng trên đời này cơ bản không hề có cái gọi là đại tổ người năm xưa chế tác phong thần bảng đã gặp nạn rồi người đó thật sự đã mang đến cho sinh linh toàn vũ trụ một tai họa vô cùng lớn tuy gã chắc chắn là một nhân vật cực kỳ mạnh mẽ nhưng sở thanh mặc vẫn rất oán hận gã hắn liền hỏi tóm lại ai đã chế nên vật phi thường như phong thần bảng để lại tai họa vô cùng nghiêm trọng cho hậu thế trên người phật đà phía đối diện tàn ra hơi thở từ bi vô cùng nồng đậm người bỗng cười lên một tiếng đây là nhân quả mà thôi đời trước gây nợ đời sau phải hoàn trả đây là trách nhiệm của ngươi ngươi hiểu không hiểu không đương nhiên là không hiểu lời của phật đà có thâm ý gì trên đường trở về sở thanh mà còn liên tục hỏi kỳ tiêu vũ và thủy y y lời của người là ám chỉ điều gì cái gì gọi là đời trước gây nợ đời trước của ta chẳng lẽ việc đó là do vương tộc họ sở làm sao có thể sau khi phật đà nói xong câu kia liền biến mất sở thanh mặc cũng không thử tìm lại lần nữa vì hắn biết hắn có thể nhìn thấy phật chủ yếu là do hắn tu luyện lục tự chân ngôn cho nên cũng giống như đệ tử của phật nếu không phật đà sẽ không gặp hắn càng không chỉ bảo cho hắn dù chỉ một điều sở thanh mặc cũng hơi tiếc nuối hắn chưa kịp hỏi về chuyện ba hồn bảy phách vì sao lại xuất hiện hiện tượng hai vũ trụ khác nhau lại rất tương đồng nhau xem ra chuyện này chỉ có thể đợi hầu từ thông báo kết quả tìm hiểu rồi nhưng thu hoạch của một chuyến này cũng đã cao hơn dự đoán của sở thanh mặc quá bội thu không uổng công hắn trải qua bao cực khổ trên đường trong suốt 20 năm thật là xứng đáng ít nhất bây giờ sở thanh mặc cũng đã hoàn toàn hiểu rõ một chuyện mà đến linh thông thượng nhân cũng không dám chắc chắn không hề tồn tại đại tổ không có tồn tại nào cao hơn thái thượng khi tìm được con đường kia có thể làm cho bản thân rời khỏi đau khổ tìm được vui vẻ nhưng nếu không tìm được mãi mãi chúng sinh vẫn sẽ chìm trong khổ đau cho nên từ trong lời của phật sở thanh mặc cũng đã suy đoán ra vài điều có vẻ như nếu muốn giúp nhiều người rời khỏi thế giới này hơn hoặc thay đổi thế giới này hoàn toàn là khả thi có cơ hội có cách nghị lực thật lớn nhẫn nại thật lớn trả giá thật nhiều lời ấy ám chỉ gì chắc phải về sau mới hiểu được thông đạo cuối cùng là thế giới như thế nào đến phật đà cũng chưa thể kết luận chính xác cũng có thể phật đà có suy đoán riêng của mình sở thanh mặc thậm chí đoán rằng phật đà đã từng thấy con đường kia mà vị thái thượng canh giữa phương đông chắc cũng đã gặp rồi nhưng hai người đó cũng không đi lên con đường đó với nghị lực, nhẫn nại và trả giá không ai sánh bằng của họ mà lại chấp nhận ở lại thế giới đã gần như không kiệt này chỉ vì chỉ đường dẫn lối cho chúng sinh đây mới thật sự là từ bi Sở Thanh Mặc rất kính đẻ nhưng bây giờ hắn không làm vậy được bởi bây giờ hắn vẫn phải đương đầu với nguy cơ bốn phía kẻ thù xung quanh sự diệt vong của vương tộc họ Sở cũng không phải do tồn tại nào cao hơn làm chỉ là bị người ta cố ý thần bí hóa để che giấu chân tướng sự thật mà thôi vu oan lên đầu một vị không hề tồn tại. Đại tổ, cho tới muôn đời sau, vô số người vẫn tin vào điều này. Lịch sử từ ngàn xưa của thông đạo vì sao lại có gián đoạn, chu yện này đối với sở thanh mặc không còn quan trọng nữa. Những cổ tộc này vì sở công tử ở kiếp trước đã nghiên cứu ra pháp khí siêu Việt có thể chảm đạo, phạm vào căn cơ bọn họ mới ra tay với toàn bộ vương tộc họ sở. Sở công tử kiếp trước chắc hẳn lựa chọn luân hồi chuyển kiếp cũng vào lúc đó. Sở thanh mặc đã hiểu hết tất cả, như thế, theo lời Phật, đúng là quả của hắn là trách nhiệm của hắn. Thế nhưng, vì sao lại là ta? Bởi vì kiếp trước ta nghiên cứu ra chảm đạo sao, kỳ tiêu vũ nhìn sở thanh mặc, nhẹ giọng nói. Ta nghĩ, lời Phật đã nói chắc là có ý như vậy. Thủy y y cũng gật đầu. Ta cũng nghĩ thế. Các nàng cho rằng, vị nghiên cứu ra phong thần bằng là tổ tiên của ta, tổ tiên của vương tộc họ sở. Khóe miệng sở thanh mặc hơi giật giật, không dám tin hỏi. Kỳ tiêu vũ nhẹ nói. Phu quân, chàng quên rồi sao họ đều là cổ tộc trong thông đạo o oh, nhưng dòng họ sở trong thông đạo cũng là vương tộc những lời này giống như một dòng điện chạy thẳng vào đầu sở thanh mặc dòng họ sở trong thông đạo cũng là vương tộc là hoàng thất thông đạo là một nơi như thế nào là trung tâm thật sự của cả vũ trụ to lớn mênh mông vô bờ ở đây hội tụ mọi cường giả tuyệt thế trong vũ trụ gia tộc có thể được xưng là vương tộc trong nơi như thế này gia tộc đó mạnh mẽ đến mức nào sở thanh mặc cũng khó có thể tưởng tượng nhưng chắc chắn vương tộc họ sở sẽ mạnh hơn những cổ tộc kia cho nên sở thanh mặc vẫn luôn nhầm lẫn cũng chỉ vì sự diệt vong của vương tộc họ sở diễn ra quá chớp nhoáng một gia tộc cực kỳ lớn cực kỳ mạnh mẽ lại chỉ trong một đêm mà diệt vong cả một gia tộc tất cả đều chết hết không còn một người nào còn sống chuyện như thế dù là ai điều tra cũng sẽ không nghĩ cổ tộc là người làm ra sự việc này việc đổ oan lên đầu một đại tổ dù không hề có chứng cứ thật sự là lựa chọn không thể nào tốt hơn nữa giống như sinh linh đã đạt đến cảnh giới thái thượng chỉ cần lật tay là có thể hủy diệt một gia tộc có vô số tổ cảnh vậy cứ thế mà suy ra, một đại tổ, lớn mạnh trên cả thái thượng, muốn tiêu diệt một gia tộc của thái thượng bảo vệ chẳng phải rất dễ dàng. Sở thanh mạc cũng vẫn tin vào lời nói ấy, lại không nghĩ đến kẻ thù thật sự vẫn là ở đó, tất cả cổ tộc lại liên kết lại, tung ra tin đồn dối trá lòe bịp cả thiên hạ. Thậm chí, việc lịch sử của thông đạo có từng bị gián đoạn hay không cũng chưa thể xác định mà còn cần xem xét lại cũng nên. Bởi vì, chỉ có cách hủy đi phần lớn ghi chép trong một giai đoạn lịch sử nhất định, làm mọi người tin vào sự tồn tại của vị đại tổ kia mới có thể hoàn toàn che giấu hành vi phạm tội tây đình của bọn họ sở thanh mặc thở phào trong lòng hắn ít nhiều có thêm chút bi thương nếu như chuyện thật sự giống lời phật đã nói phong thần bằng lệnh bài phong thần cả thần cách đều là từ vương tộc họ sở mà ra như thế nguồn gốc của mọi tội ác cũng là từ vương tộc họ sở mà ra đây chính là nguyên nhân dẫn tới mọi chuyện cho nên vị hiền chết kia mới gặp nạn cho nên vương tộc họ sở những đời sau mới bị diệt vong thật sự tất cả đều chỉ là một vòng tuần hoàn nhân quả hoàn chỉnh người đối nghịch với trời rồi cũng sẽ bị trời trừng phạt nếu thế sở thanh mà cũng không có lý do gì để tư diệt các cổ tộc vì vương tộc họ sở mà báo thù rửa hận tất cả mọi việc đều có nguyên nhân của nó mà thôi nhưng kể cả sở thanh mà có thể cho qua mối thù này thì hắn vẫn phải thay đổi thế giới này giống như lời thề hắn từng thề vậy hắn phải thay đổi mọi thứ phải giúp những sinh linh bị thần cách khống chế tìm được tự do sống cho đến khi nào cắt bụi về với cắt bụi là chuyện của bọn hắn muốn thực hiện lời thề này chắc chắn phải chống lại những cổ tộc kia nghĩ đến đây sở thanh mặc cười khổ tuy mục đích đã khác trước nhưng kết quả thật ra cũng chẳng hề khác nhau nhưng vì nguyên nhân khác nhau có thể kết quả cũng sẽ khác nhau con đương khổng lồ màu lam đập đôi cánh khổng lồ bay lượn trên bầu trời đột nhiên nó cất tiếng hỏi chủ nhân sau này chúng ta sẽ đối đầu với những cổ tộc kia chống lại bọn họ đúng vậy sở thanh mặc đáp lại người sợ à cũng hơi sợ một chút con ưng thẳng thán thừa nhận sau đó nói suy nghĩ của mình không che giấu chút nào bọn họ quá mạnh mẽ những cổ tộc đó đang điều khiển cả thông đạo nhưng chỉ cần đi theo chủ nhân ta lại không thấy sợ nữa sẽ chết đấy sở thanh mặc nói cắt bụi lại về với cắt bụi chết có gì đáng sợ con ưng nói rành mạch cũng có thể con ưng chỉ vô tình nói ra câu ấy nhưng cũng làm cho sở thanh mặc trầm mặc thật lâu rất nhiều người sợ hãi rất nhiều sinh linh sợ hãi thậm chí linh thông thượng nhân cũng sợ hãi cũng bất lực nói thẳng ra đó chỉ là nỗi hèn nhát của bản thân mỗi người mà thôi kể cả linh thông thượng nhân một người có tài năng ngay động trời đất khi được sở thanh mặc đề nghị chạm thần cách mà vẫn cẩn thận từ chối y sợ đại tổ sẽ ra tay nhưng mà làm gì có đại tổ đôi lúc sự thật lại làm người ta cảm thấy không còn lời nào để nói trên đường đi sở thanh mặc nhớ ra lời hứa xưa kia liền y theo lời hứa Giúp hơn trăm sinh linh rời khỏi quê hương của họ, đến trung tâm thông đạo, đó là một đội ngũ khổng lồ, thực lực cũng mạnh mẽ khó có gì sánh nổi, trên đường đi về cũng rất thuận lợi, hầu như không gặp phải sinh linh không có mắt nào đến quấy rối. Sở Thanh Mặc vẫn không sử dụng truyền thống trận, vẫn rất khiêm tốn che giấu thực lực, tránh khỏi khu vực hoạt động của đoàn người. Khi bóng người bọn họ xuất hiện tại Tú Thủy Sơn trang lần nữa, mọi thứ ở nơi đây hầu như chẳng có gì thay đổi. Đi một chuyến, nháy mắt đã qua hơn 40 năm rồi khi linh thông thượng nhân nhìn thấy bọn họ rất vui mừng sở thanh mặc thấy y liền nói ngay một câu trên đời không tồn tại đại tổ linh thông thượng nhân liền bị sợ đến ngay người đứng ngẩn ra như hóa thành tượng đá kỳ tiêu vũ và thủy y y hơi giận nhìn sở thanh mặc mang ý trách móc sở thanh mặc nói quá đường đột đối với tồn tại ở cảnh giới như linh thông thượng nhân việc cố gắng thay đổi suy nghĩ đã duy trì bao nhiêu năm tháng là một việc rất khó ít nhất cũng phải cần một đoạn thời gian để thích nghi nhưng sở mặc lại không làm thế trái lại còn dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Không như dự liệu của mọi người, Linh Thông Thượng Nhân cũng không hỏi gì cả mà chỉ yên lặng đứng yên một chỗ, không hề nhúc nhích. Sau một hồi lâu, y cười gượng. Sau đó, tiếng cười càng lúc càng lớn. Ha 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 ha, ha 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 ha, cười đến mức chảy cả nước mắt, sau đó ông một tiếng, phun ra máu. Người có sao không? Kỳ tiêu vũ và thủy y y một người bên trái một người bên phải lập tức vọt đến, đỡ lấy Linh Thông Thượng Nhân. Sau đó, hai người liếc mắt nhìn nhau, sâu trong nội tâm, các nàng đã công nhận người này là người cha kiếp trước của các nàng, rung động đến từ sâu trong tâm hồn này sao có thể làm giả được. Linh Thông Thượng Nhân lắc đầu. "Con gái tốt, con gái tốt, cha không sao cả, cha chỉ là quá vui mừng." Nói xong, Linh Thông Thượng Nhân không nhịn được trào ra nước mắt. Sở Thanh Mặc cũng hơi thổn thức, và lúc này, giữ yên lặng là một phương pháp an ủi tốt nhất hắn có thể dành cho Linh Thông Thượng Nhân, bởi vì chỉ cần một câu nói ấy của sở thanh mặc là đủ không cần thêm một lời giải thích nào cả mọi thứ liên quan y đều có thể liên tưởng phán đoán được rất lâu sau linh thông thượng nhân thở dài hóa ra ta lại bị đám khốn kiếp của mấy cổ tộc lớn kia lừa gà thê thảm đến thế một đại tổ thậm chí không tồn tại đã lừa ta qua bao nhiêu lần luân hồi rồi thậm chí ta còn bày ra bao nhiêu sắp đặt gây ra nhân quả nhiều như thế tốt tốt lắm cứ chờ đấy ta sẽ tìm các người tính sổ sau. chờ đó Linh thông thượng nhân nói, đôi mắt nhìn phía sở thanh mặc. Đến đây, nhóc con, chạm thần cách cho ta đi, quả quyết, dứt khoát. Chuyện này nếu không có ràng buộc phu hình kia thì còn gì phải do so dự nữa. Tấm phong thần bảng và lệnh bài phong thần của ngài giờ đâu rồi? Sở thanh mặc nhìn linh thông thượng nhân, hỏi. Ở đây, linh thông thượng nhân xòe tay ra, trong bàn tay liền xuất hiện một tấm phong thần bằng cổ xưa và một khối lệnh bài phong thần. Những sinh linh trong này trừ ngài ra, còn ai còn sống không?" Sở Thanh Mặc hỏi. Linh Thông Thượng Nhân gật đầu. "Trong đây, tính cả ta thì có 36 người còn sống." Nói xong, ông ấy nhìn Sở Thanh Mặc. "Sau này ta sẽ tìm tất cả bọn họ, phiền cậu trảm thần cách cho tất cả." Sở Thanh Mặc gật gật đầu. Trong mắt Linh Thông Thượng Nhân lộ ra vẻ vui mừng, nhìn Sở Thanh Mặc. "Yên tâm, nhóc con, dù kẻ thù của cậu là cả thông đạo này, ta cũng sẽ đứng về phía cậu." sẽ không cho phép bất kỳ sinh linh bất kỳ nhân vật nào gây khó khăn cho cậu trong một tiểu thế giới chỉ có hai người sở thanh mặc và linh thông thượng nhân hắn sẽ phải chạm thần cách tại đây sở thanh mặc triệu hồi trảm đạo lại triệu hồi chín viên huyết nguyệt nâng thương cung thần dám lên tới đỉnh đầu dưới chân đạp hỗn độn hồng lô lấy thí thiên trấn số kiếp nơi này linh thông thượng nhân nghiêm túc sử dụng mười mấy món pháp khí cổ lấy chúng để định trụ trong tiểu thế giới này chuyện này bọn họ cũng đã có niềm tin tuyệt đối nhưng vẫn phải cẩn thận ứng phó sau khi trảm đạo xuất hiện thì cười với sở thanh mặc sau đó thân hình biến đổi hóa thành một cây đao bay đến tay sở thanh mặc lần hạ đao này cậu chạm đi chín viên huyết nguyệt đều hóa thành hào quang bay đến cây đao trảm đạo hóa thành tức thì cây đao liền tỏa ra khí tức đại đạo mà khí tức này cũng là khí tức sở thanh mặc chưa bao giờ cảm thụ được lúc này sâu trong linh hồn hắn cũng xuất hiện rung động nhẹ hắn cuối cùng cũng đã hiểu lúc này Tuy sở thanh mà không còn nhớ chuyện ở kiếp trước nhưng cũng đã cảm thụ được một chút lực lượng luân hồi. Trong nơi nào đó ở linh hồn bị phong ấn của hắn, nơi mười viên huyết nguyệt hóa thành một thể, hóa thành cây đao, trong nháy mắt ấy, nơi linh hồn hắn bị phong tỏa an liền hơi buông lòng. Sau đó, sở thanh mặc giơ cây đao đó lên, chém về phía mi tâm của linh thông thượng nhân. Ngay trong nháy mắt đó, lệnh bài phong thần và phong thần bằng vốn đang ở trên người linh thông thượng nhân liền đồng thời xuất hiện phát ra hai luồng sức mạnh khổng lồ không gì sánh được bay thẳng đến phía sở thanh mặc hẳn là muốn ngăn cản sở thanh mặc chạm thần cách cho linh thông thượng nhân. Keng! Thí thiên phát ra một tràng tiếng kêu, một cảm xúc phẫn nộ không gì sánh được phát ra từ thí thiên. Sau đó, một ánh sáng màu hồng xuất hiện, phong thần bằng vỡ đôi, lệnh bài phong thần vỡ nát. Trong nháy mắt đó, ở rất nhiều nơi trong thông đạo, vài sinh linh tổ cảnh bỗng nhiên kêu to một tiếng, hai tay ôm đầu, đau nhức trong nháy mắt phát ra khiến cho bọn họ cảm thấy như muốn chết đi. Nhưng chỉ trong nháy mắt sự đau nhức đó lại qua đi, sau đó bọn họ liền cảm giác thân thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều, giống như là gông xiềng bị đánh vỡ vậy. Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì xảy ra vậy? Thần cách vẫn còn nguyên, nhưng sự trói buộc lại dường như đã biến mất. Những sinh linh này đều vô cùng khiếp sợ nhưng cũng không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Trong tiểu thế giới, phong thần bảng dù bị cắt thành hai nửa nhưng vẫn phát ra khí tức kinh khủng, dường như muốn dính hai nửa lại vào nhau một lần nữa nhưng dưới những nhát chém liên tục của thí thiên lại bị vỡ thành vô số mảnh nhỏ cuối cùng bị một loạn chân hỏa từ trên người sở thanh mặc lao ra cứng rắn đốt nó đi khối phong thần lệnh vỡ nát kia cũng bị thí thiên hấp thụ mà lúc này một đao của sở thanh mặc đã chém đến mi tâm của linh thông thượng nhân chém tới khối thần cách kia két một tiếng vang lanh lành khối thần cách kia đầu tiên là nứt ra một khe hở nhỏ trên mặt linh thông thượng nhân lộ ra vẻ đau đớn nhưng cả người cũng không có phản ứng nào khác tiếp đó Két 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 két. Một tràng tiếng vang giòn dã liên tiếp vang lên từ trong tinh thần của linh thông thượng nhân. Sau đó, khối thần cách kia, liền bể nát. Vô số mảnh vỡ nhỏ từ các ngõ ngách trong tinh thần vô cùng mênh mông của linh thông thượng nhân, giống như là có sinh mạng, ý thức được mối nguy khủng khiếp đã đến, dường như muốn trốn đi. Lúc này, thanh đao hóa thành từ chảm đạo trong tay sở thanh mặc nháy mắt chém ra hơn một triệu nhát. Mỗi một đao đều chém về phía đầu linh thông thượng nhân, tuy đau vô cùng chân thật nhưng lại không tạo ra bất kỳ tổn thương nào cho đầu linh thông thượng nhân. Chỉ có trong tinh thần của y, mới chịu lực sát thương không gì sánh nổi. Chém, chính là chém khối thần cách đã bể nát này. Khi chém nát đến một mức nhất định, cây đao từ trảm đạo họ ất hành kia liền bắt đầu cướp giật và hấp thu những mảnh vỡ thần cách đó. Bên ngoài, trong tú thủy sơn trang, khi tiêu vũ và thủy y y đều mang vẻ mặt lo âu đứng chờ, hai nàng đều cảm thấy hơi bất an, thậm chí hơi oán giận một giờ một trẻ kia đã quyết định quá nóng vội không kịp cho người ta phản ứng nhưng suy nghĩ kỹ thêm chuyện thế này cũng không phải là trò đùa của sở thanh mặc và linh thông thượng nhân dù bàn bạc ra sao bố trí thế nào cuối cùng cũng vẫn là kết quả giống nhau mà thôi con đường khổng lồ màu lam cùng những sinh linh quyết đi theo sở thanh mặc khi cặp trên đường kia đều đang tụ tập trong tú thủy sơn trang đối với nơi xa lận này đều cảm thấy rất tò mò giống vậy những người trong tú thủy sơn trang cũng rất tò mò về những sinh linh đến từ bên ngoài này hai bên rất nhanh đã tiếp xúc với nhau nếu họ đều là những tộc người bên ngoài kia lúc này có khi đề phòng lẫn nhau còn nhiều hơn. Trong tiểu thế giới, vẻ đau đớn trên mặt linh thông thượng nhân càng ngày càng rõ ràng, thần cách của ông ta đã ăn sâu bén dễ qua vô số năm tháng. Tuy mỗi một lần luân hồi đều có một thần cách mới sinh ra, nhưng trong đời này linh thông thượng nhân cũng đã sống quá quá lâu. Cảnh giới của ông ta cũng quá cao. Trước đây, dù đã dùng đủ mánh khóe để lừa gạt thần cách nhưng sức chống đỡ của thần cách trong đầu ông ta cũng hoàn toàn hơn hẳn những sinh linh tổ cảnh khác. Sắc mặt sở thanh mạc cũng bắt đầu trở nên tái nhược hắn tiêu hao quá nhiều. Số lượng lớn đại dược đỉnh cấp bắt đầu bay vào trong miệng của hắn, các loại đan dược đã luyện chế xong cũng uống vào liên tục, nhưng vẫn không theo kịp tốc độ tiêu hao. May là trong cơ thể hắn còn có 7 viên tinh thần, còn có vài cây nhỏ, khi đến lúc mấu chốt vẫn sẽ dành cho sở thanh mặc trợ giúp lớn nhất. Mắt thường thấy được sắc mặt sở thanh mặc từ trắng chuyển đỏ, lại từ đỏ chuyển thành trắng, trong toàn bộ quá trình, bên tiểu thế giới yên tĩnh không có lấy một âm thanh, hoàn cảnh lúc này nhìn qua thật sự kỳ quái như vậy một đống lớn pháp khí đủ loại đủ dạng treo ở khắp nơi áp chế toàn bộ số mệnh của tiểu thế giới một thanh niên tóc trắng vung thanh đào có vẻ vô cùng sắc bén trong tay chém mạnh về phía một lão già tiên phong đạo cốt trong chốc lát đã chém được mấy trăm ngàn đào toàn bộ quá trình đều diễn ra liền mạch tiêu hao của sở thanh mạc cũng càng lúc càng lớn cuối cùng sở thanh mạc cảm thấy vô cùng mệt mỏi nhưng mảnh vỡ thần cách trong tinh thần của linh thông thượng nhân cũng ngày càng ít đi ha Tâm pháp thiên ý ngã ý mà sở thanh mặc chủ động vận hành bắt đầu hấp thu hàng loạt tinh khí bên trong tiểu thế giới. Đây cũng là chuyện đã chuẩn bị xong từ trước. Trong tiểu thế giới này của linh thông thượng nhân chứa một lượng tinh khí lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Theo tâm pháp của sở thanh mặc không ngừng vận hành, toàn bộ tinh khí đều ùa đến phía sở thanh mặc. Những mảnh vỡ thần cách trong tinh thần của linh thông thượng nhân cuối cùng cũng bị chạm đạo chém sạch sẽ. Ngay cả những mảnh vỡ vô cùng nhỏ cũng bị cây đao chạm đạo hóa thành hấp thụ. Vào thời khắc mọi thứ kết thúc, sở thanh mặc không hề giữ một chút hình tượng phong độ nào đặt mông ngồi trên mặt đất toàn bộ cơ thể cũng đã mệt đến tê liệt không hề nhúc nhích linh thông thượng nhân thì yên lặng đứng một chỗ dường như đang cảm thụ cái gì đó sau một lúc lâu y chậm rãi mở hai mắt ra trong đôi tròng mắt có tinh quang vô tận lóe lên nhìn qua đúng là trói mắt hết sức y nhìn về phía sở thanh mặc đang ngồi bề dưới đất tinh quang dần dần thu lại cuối cùng lại hóa thành cực kỳ ôn hòa nhóc con cảm ơn cậu y nói được rồi sở thanh mặc gật đầu ừm cậu đã rất mệt mỏi rồi nghỉ ngơi ở đây cho thật tốt đi đã linh thông thượng nhân nói tay nhẹ vung lên những pháp khí trong hư không kia trong nháy mắt biến mất sau đó thân hình của y cũng biến mất sở thanh mặc hơi cao mày cảm thấy có điều bất thường liền lập tức đứng lên muốn rời khỏi tiểu thế giới này đúng lúc đó ông một tiếng vô số pháp trận trong toàn bộ tiểu thế giới liền sáng lên một sắp xếp thô sơ đơn giản như thế lại có tác dụng không ngờ tất cả pháp trận đều trồng lên nhau phát ra uy áp vô tận khiến sở thanh mặc bị áp chế ở một chỗ đến cả đi đứng cử động đều vô cùng khó khăn sở thanh mặc sửng sốt tức giận quát lên người có ý gì đây thần niệm của linh thông thượng nhân chậm rãi truyền đến năng lực của cậu quá nghịch thiên nếu xuất hiện thế gian chắc chắn sẽ gây nên đời giết vô cùng thảm khốc nhóc con ta chỉ muốn tốt cho cậu thôi chuyện cậu phải làm ta chắc chắn sẽ giúp cậu hoàn thành khi trở về Ta sẽ đưa những người đó đến gặp cậu, cậu chỉ cần giúp bỏ nhọ chàm thần cách thôi, những việc khác để ta thay cậu chống đỡ. Linh thông thượng nhân, ông lấy oán trả ơn sao? Sở thanh mặc lại giọng nói. Nhóc con, có rất nhiều chuyện không hề đơn giản như cậu nghĩ, ta không hề có ác ý, cậu đừng hiểu lầm. Âm thanh của linh thông thượng nhân vẫn rất ôn hòa như trước. Hiểu lầm, sở thanh mặc cười lạnh một tiếng, lúc này hắn cũng đã bình tĩnh hoàn toàn. Trên mặt nở nụ cười mỉa mai vô cùng, hắn thầm nghĩ, "Ta thật là khờ, một người có thể sắp đặt một âm mưu vạn cổ đến nay làm sao có thể là một người lương thiện đây?" Đúng vậy, là hiểu lầm. Thần niệm của Linh Thông Thượng Nhân tiếp tục truyền đến. "Đừng làm tổn thương Tiêu Vũ và Y Y." Sở Thanh Mặc thở dài nói. "Hai nàng là con gái của ta, tại sao ta lại làm chúng nó tổn thương?" Thần niệm của Linh Thông Thượng Nhân truyền đến. "Cho dù cậu có tin hay không, ta cũng không hề lừa cậu những gì ta nói với cậu đều là sự thật với tính tình của cậu nếu để cậu rời khỏi đây sợ rằng chẳng mấy chốc cả thông đạo sẽ biết đến năng lực này của cậu đến lúc đó toàn bộ cổ tộc sẽ đuổi giết cậu hai cô con gái của ta sẽ phải gánh chịu hậu quả cho nên nhóc con cậu phải im lặng chờ đợi ở đây tĩnh tâm tu luyện bên trong tiểu thế giới này có tinh khí vô tận là điều kiện tốt cho cậu tu luyện có lẽ sẽ cô đơn trống vắng nhưng sẽ có lợi ích lớn đối với cậu giờ thanh mặc lúc này cũng đã bình tĩnh lại dù linh thông thượng nhân có thiện ý hay ác ý, nhưng việc y giam cầm hắn vẫn là chuyện thật như sắt thép, không cần phải cãi cọ thêm nữa. Sở thanh mặc hơi nhắm mắt lại, việc làm này của linh thông thượng nhân khiến ác ý hắn dành cho thế giới này lại càng thêm rõ ràng hơn mấy phần. Hắn chợt nhớ tới lời linh thông thượng nhân từng nói về Phật Đà. Có lẽ là đang cố ý trốn ta. Trốn ông để làm gì? Chẳng lẽ Phật Đà lại sợ ông sao? Hay là trốn ông? Vì không muốn thấy ông? Sở thanh mặc khẽ thở dài, chúng sinh đều phải trải qua khổ đau, đều là tự mình rước vào. Bên ngoài, Tú Thủy Sơn Trang, trong nháy mắt khi thân ảnh của Linh Thông Thượng Nhân xuất hiện, đất trời lung lay. Loại cảnh giới như y, một khi không còn trói bùa của thần cách, khí tức phát ra chắc chắn là kinh thế hãi tục, kỳ tiêu vũ và thủy y y đầy xúc động vọt đến, nhưng chỉ thấy được một mình linh thông thượng nhân, sắc mặt hai nàng trở nên trắng bệch. Sở thanh mặc đâu? Kỳ tiêu vũ hỏi. Linh thông thượng nhân nhìn hai nàng, chẳng lẽ hai người các con không muốn chúc cha đã hoàn toàn thoát khỏi sự điều khiển của thần cách sao? Phu quân của ta đâu? Thủy Y, y lập tức lạnh mặt, giọng lạnh lẽo hỏi. Lúc này Linh Thông Thượng Nhân cũng thu lại vẻ vui mừng trên mặt, chậm chậm nói. Hai đứa con gái các con, trong lòng hai con chồng lớn hơn tất cả, phải không? Kỳ Tiêu Vũ và Thủy Y Y đều mang vẻ mặt tất nhiên gật đầu, cực kỳ ăn ý. Tốt, tốt, các con đã muốn thấy hắn đến thế, ta đây sẽ đưa các con đi gặp linh thông thượng nhân nói tay vung lên trong nháy mắt thân ảnh kỳ tiêu vũ và thủy y, y liền biến mất trong hư không còn cả bọn chim thú các ngươi nữa linh thông thượng nhân nói cũng liền sau đó đưa những sinh linh không phải con người đi theo sở thanh mặc đưa vào bên trong tiểu thế giới làm xong hết mọi chuyện trong con người linh thông thượng nhân bắt đầu xuất hiện một vũ trụ lớn vô cùng mênh mông một thế lực vượt qua tất cả của tộc do ta đứng đầu sẽ được thành lập y nói rồi thân hình biến đổi hóa thành một thanh niên tóc trắng chính là vẻ ngoài của sở thanh mặc đến cả chàng vực trên người cũng giống như đúc sau khi hóa thành hình dạng sở thanh mặc linh thông thượng nhân bĩu môi lẩm bẩm một câu không quen cho lắm nhưng không sao sau này tất cả mọi thứ đều nhờ ta mà nên người đời căn bản không hiểu con đường thông thiên cần một tòa pháp trận lớn vô cùng chỉ có thể mở không có thế lực lấy đâu ra tài nguyên không có tài nguyên sao có thể xây tòa pháp trận kia được hít sâu một hơi trên khuôn mặt anh Tuấn của sở thanh mặc do linh thông thượng nhân biến thành nở một nụ cười thản nhiên. Tình hình, cho đến hôm nay mới chính thức hoàn mỹ, chỉ tiếc con gái của ta thả ở lại cùng hắn cũng không muốn theo ta, không sao. Sẽ có một ngày ta cho các con rời khỏi lồng giam kia, các con vẫn sẽ cảm kích ta. Linh thông thượng nhân nói rồi tiện tay vung nhẹ một cái, toàn bộ tú thủy sơn trang liền tiêu tan thành mây khói, kể cả những người trong tú thủy sơn trang cũng biến mất, từ nay về sau, trên đời này không còn tú thủy sơn trang nữa. Bên trong tiểu thế giới bị vô số pháp trận phong ấn kia, Sở Thanh Mặc rất nhanh cảm nhận được sự không ổn định, lại kinh ngạc phát hiện Kỳ Tiêu Vũ và Thủy Y Y đã xuất hiện trước mặt hắn, không lâu sau, đám ưng khổng lồ màu lam và các sinh linh mà hắn thu nhận trên đường cũng xui xẻo xuất hiện ở đây. Sở Thanh Mặc hơi ngẩn ra, sau đó cười gượng, kết quả này dù rất tồi tệ rồi, nhưng cũng chưa đến nỗi bét bát nhất, ít ra linh thông thượng nhân cũng không làm gì bọn họ. Kỳ Tiêu Vũ và Thủy Y Y thấy Sở Thanh Mặc liền chạy như bay đến, vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ và đau thương. Đến nước này, các nàng đã hoàn toàn hiểu rõ, tất cả mọi chuyện đều là sắp đặt của Linh Thông Thượng Nhân, những người trẻ tuổi bọn họ dù thông minh không gì sánh được, nhưng cuối cùng vẫn bị Linh Thông Thượng Nhân lừa dối. "Phu quân, xin lỗi, là chúng ta đã gây rắc rối cho chàng." Trong đôi mắt vốn trong veo của Thủy Y Y cũng đã xuất hiện hơi nước, nhẹ giọng nói. "Không nên nói như thế, ít ra chúng ta vẫn được ở chung với nhau." Sở Thanh Mặc nắm bàn tay hơi lạnh của Thủy Y Y, mỉm cười nói. Kỳ Tiêu Vũ nhìn Sở Thanh Mặc, nhẹ giọng nói. Có khi nào ông ta đã sớm biết mọi chuyện, nhưng vẫn lừa gạt chúng ta. Sở thanh mặc lắc đầu. Ông ta không biết. Nhớ tới những lời Phật Đà từng nói, sở thanh mặc nhịn không nổi thở dài trong lòng. Linh thông thượng nhân người này thật sự quá phức tạp, người như thế cơ bản không thể sử dụng thiện ác để đánh giá y một cách đơn giản. Chỉ có thể nói, sau khi trải qua vô số lần luân hồi, sâu trong nội tâm y đã hoàn toàn bỏ qua cái gọi là tình cảm. Vì thực hiện mục đích trong lòng, có thể liều lĩnh, cho nên khi y được nghe sở thanh mặc nói thế gian không hề có đại tổ tất cả mọi chuyện đều là âm mưu của cổ tộc y liền không hề do dự giam lòng sở thanh mặc ở đây hận thù đối với những cổ tộc trong thông đạo của y làm y không muốn đứng phía sau sở thanh mặc yên lặng trợ giúp sở thanh mặc mà muốn tự thân ra tay lật đổ tất cả cổ tộc có thể y còn có tính toán khác nhưng những điều này không phải là suy nghĩ của sở thanh mặc một khi hai người đối mặt bàn bạc chuyện này chắc chắn sẽ phát sinh mâu thuẫn đến lúc ấy những ý tưởng trong lòng linh thông thượng nhân chưa chắc đã dễ dàng thể hiện ra. Con đường khổng lồ màu lam cùng những sinh linh không phải con người đi đến, tất cả đều rất mệt mỏi nhưng lại không cảm thấy bị sở thanh mặc liên lụy, mà là không ngờ được sẽ bị giam lại. Vô số pháp trận bên trong tiểu thế giới này đều được mở ra tạo thành một nhà tù thật lớn, giam giữ những sinh linh bên trong không thể rời đi. Sở thanh mặc nhìn mọi người một cái, sau đó nói. Không cần nghĩ đến cái gì nữa, tĩnh tâm tu luyện thôi. Nói xong, hắn liền quanh chân ngồi xuống, yên lặng bắt đầu tu luyện kỳ tiêu vũ và thủy y y đau lòng nhìn sở thanh mặc hắn vì giúp linh thông thượng nhân mà đã làm nhiều như thế mười mấy năm bôn ba bên ngoài cuối cùng mới có thể cởi ra trói buộc lớn nhất trên người linh thông thượng nhân nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục như thế dù là ai sợ là đều cảm thấy muốn điên lên nhưng hắn không hề thậm chí không hề nói một câu oán hận nhưng càng như vậy càng làm cho hai nàng cảm thấy không cam lòng cho hắn không nỡ thay hắn càng nhiều hơn là sự bất đắc dĩ đến cảnh giới như linh thông thượng nhân muốn áp chế bọn họ thật sự không cần thủ đoạn quá phức tạp chỉ là một suy nghĩ trong đầu mà thôi mấy tháng sau một ngày phía trên tiểu thế giới bất chợt mở ra một cánh cửa sau đó có một bóng người từ trên trời giáng xuống đây là một tu sĩ nhìn qua rất già nua nếp nhăn trên mặt giường như có ngàn con kênh răng đầy đôi mắt cũng đã hơi vần đục tóc thì rối cào cào quần áo trên người cũng đã có chút cụ rách nhưng chàng vượt trên người lão lại làm cho sinh linh bên trong tiểu thế giới rung động tổ cảnh đình đây là một tu sĩ lớn tuổi mạnh mẽ Thần niệm của Linh Thông Thượng Nhân vang lên trong đầu Sở Thanh Mặc. "Nhóc con, trảm thần cách cho ông ta." Sở Thanh Mặc ngồi yên không nhúc nhích, lúc này, một hình ảnh trong ký ức xuất hiện trong tinh thần của Sở Thanh Mặc. Sở Thanh Mặc anh tuấn trẻ tuổi đầu tóc bạc trắng đang cùng Cổ Băng Băng chuyện trò vui vẻ, nhìn chung quanh, chắc nơi này là một nơi khá bí mật. Sở Thanh Mặc nhíu mày, sắc mặt liền trở nên băng lạnh, hắn không thể ngờ Linh Thông Thượng Nhân vậy mà giả dạng hắn, chạy đến chỗ Cổ Băng Băng. "Nhóc con," ngoan ngoãn nghe theo lời ta thần niệm của linh thông thượng nhân tiếp tục truyền đến không có chút uy hiếp cực kỳ bình thản nhưng trong lòng sở thanh mặc lại lần nữa dâng lên căm giận ngút trời hắn chuyển lại một thần niệm nói thế nào đi nữa thì ta cũng coi ông là bậc cha chú ông làm như vậy có phải quá quá đáng không không hề quá đáng linh thông thượng nhân thản nhiên nói quan niệm của cậu và ta không hề giống nhau cậu muốn thành lập một thế lực để phá vỡ cổ tộc kia ta lại muốn thông qua thế lực này tiêu diệt toàn bộ cổ tộc sau đó rời khỏi thông đạo nhóc con cậu cứ tạo cho mình nền tảng tốt trước đã sở sở cũng là một đứa trẻ khá ưu tú cậu yên tâm ta sẽ làm tốt hơn cậu tóm lại là ông muốn làm gì sở thanh mặc lạnh lùng hỏi giúp bọn họ thành lập thế lực sau đó thế lực đó sẽ làm việc cho ta tiêu diệt toàn bộ cổ tộc thiết lập một tòa pháp trận tối cao rời khỏi thông đạo Linh thông thượng nhân vẫn luôn cho người khác cảm giác cực kỳ thẳng thắn. Y cũng không cần phải nói khoác làm gì, bởi vì y cực kỳ tự tin và pháp trận đang cản trở sở thanh mặc của mình. Để thực hiện tâm nguyện này, ta có thể hy sinh con gái của mình, ta có thể dành vô số năm để bố trí. Ta đã đợi ba chục ngàn kỳ nguyên rồi, bây giờ đã đến lúc thu về thành quả. Trong thần niệm của linh thông thượng nhân mang theo vài phần xúc động. Hy sinh con gái của mình, sở thanh mặc hỏi ông có ý gì? năm xưa là ta cố tình cho nó gặp cậu, khiến nó thích cậu, dưới sự ảnh hưởng và trợ giúp của ta, cậu mới lựa chọn luân hồi, đừng nghi ngờ gì, ta thật sự đã cứu cậu một mạng, sau khi cậu luân hồi, con gái của ta lại muốn tự sát, ta mới giúp đỡ nó một phân thành hai, đưa vào trong la thiên đại vũ trụ, lúc đó ta cũng đoán được trong hai người họ ít nhất cũng có một người có duyên phận với cậu, đồng thời sinh ra, không ngờ kết quả còn hoàn mỹ hơn ta nghĩ, hai người bọn họ đời này vẫn làm vợ cậu như cũ. Thần niệm của Linh Thông Thượng Nhân không nhanh không chậm, bình tĩnh nói. Nói cách khác, trong lòng ông, trên đời này, người nào ông cũng có thể hy sinh, đúng không? Đến thời điểm mấu chốt thì đúng là như vậy, ngay cả bản thân, ta cũng có thể hy sinh. Linh thông thượng nhân nói. Nếu thế, ông không phải vừa mới biết gần đây, mà là lúc bắt đầu từ ba chục ngàn kỷ nguyên trước, ông thật ra đã biết rất nhiều chuyện, đồng thời bắt đầu sắp đặt mọi chuyện, nhưng lúc đó lại không có ai có năng lực chạm thần cách, nên ông chỉ có thể chờ đợi phải không? Sở thanh mặc hỏi. Linh thông thượng nhân im lặng một lúc lâu, sau mới đáp. Không sai. Với đạo hạnh và kiến thức uyên bác của ông, sao ông lại không biết đại tổ không hề tồn tại? Vấn đề này vẫn luôn làm sở thanh mặc cực kỳ nghi ngờ. Ta thật sự không biết việc này, trong thần niệm của linh thông thượng nhân lại xuất hiện một chút oán thán hiếm hoi. Nếu ta biết trước thì ta đã thu lưới từ rất nhiều năm trước rồi, về vấn đề này chỉ có thể nói sức ảnh hưởng của cổ tộc trong thông đạo quá mạnh mẽ mà thôi để tạo ra giả tưởng này bọn họ thậm chí liên hợp lại hãm hại chính gia tộc mình cố gắng phá hủy tất cả sách cổ thời đại viễn cổ tạo thành hiện tượng giả là lịch sử của thông đạo từng bị gián đoạn trong lòng sở thanh mặc lúc này cũng hơi hiểu ra rồi vương tộc họ sở năm xưa hẳn đã bắt đầu suy tàn từ khi vị tổ tiên chế ra phong thần bảng kia gặp nạn tất cả phong thần bảng và lệnh bài phong thần đều bị những cổ tộc chưa chắc hết sau đó vương tộc họ sở tuy bề ngoài vẫn mạnh mẽ không ai bằng như trước nhưng thực tế lại hoàn toàn bị các cổ tộc kia khống chế điều này cũng giải thích vì sao mười mấy kỷ nguyên trước vương tộc họ sở lại bị hủy diệt trong một đêm bởi vì trong vương tộc họ sở xuất hiện một sở công tử kinh tài tuyệt diễm thậm chí còn được sinh linh trong thông đạo tung hô là sở công tử có một không hai lúc đó cổ tộc trong thông đạo liền nhận ra sự tồn tại của vị sở công tử này uy hiếp cực lớn đến địa vị của bọn họ thậm chí hắn còn có thể là tồn tại ngang với vị tổ tiên vương tộc họ sở kia cho nên trong một đêm vương tộc họ sở liền bị diệt hoàn toàn dù họ có thái thượng che chở vẫn không thể may mắn thoát khỏi chỉ có thể nói trên đời này khắp nơi đều tồn tại sắp đặt tính toán có những âm mưu thậm chí trước khi nó bắt đầu có thể ẩn giấu trong năm tháng vô tận không ai có thể nhận ra đến một ngày nó bắt đầu thì cũng không có ai có thể ngăn cản những âm mưu này đều là theo xu thế chung của thế giới mà thôi vậy nên nhóc con thế giới này có rất nhiều chuyện không giống như cậu nghĩ không đơn giản như thế càng không dễ dàng như thế ta đã rất thẳng thắn với cậu rồi cũng rất khoan dung, đến một ngày cậu sẽ hiểu nỗi khổ tâm của ta. Trong thần niệm của linh thông thượng nhân tràn ngập sự hiền từ, sự trao đổi của hai bên hoàn toàn là sự nối liền thần niệm, tuy có vẻ mất rất nhiều thời gian nhưng thực ra chỉ là thời gian trong nháy mắt mà thôi. Lúc này, ánh mắt sở thanh mặc nhìn về phía ông lão nhìn có vẻ cực kỳ rách dưới kia. Cậu, có thể giúp ta chạm thần cách sao? Ông lão nhìn sở thanh mặc, trong mắt tràn đầy vẻ không tin tưởng. Cái gì mà sở công tử độc nhất vô nhị, ông ta chưa từng nghe đến bao giờ ông ta chỉ có thể cảm giác nơi này giống như một nhà tù nhốt thanh niên tóc trắng này hắn là ai thì lão cũng không biết hắn rất nổi tiếng sao vì sao đại ca lại truyền thần niệm đến cho mình dẫn mình đến đây chỉ trong nháy mắt khi ông lão nghèo túng đang suy nghĩ lung tung sở thanh mặc giơ tay lên một đao chàng vực trên người lão giả trong nháy mắt bùng nổ giận dữ quát lên tiểu tử ngươi dám tinh khí thần trên người lão giả thoáng cái đã thay đổi hoàn toàn giống như một con cự long mới thức tỉnh phản ứng của lão đúng là nhanh đến khó tin trong nháy mắt khi sở thanh mặc ra tay lão thực ra cũng đã chuẩn bị đánh trả nhưng sau một khắc toàn bộ động tác của lão dừng lại bởi vì lão nghe được trong tinh thần của mình khối thần cách quấy nhiễu lão bao nhiêu năm phát ra âm thanh tan vỡ trên mặt lão giả ánh mắt chấn động đến không tin nổi vẻ mặt đờ đẫn nhìn sở thanh mặc thậm chí ngay cả sự đau nhức truyền tới từ trong tinh thần lão cũng thè o bà năng coi thường thần cách của một tu sĩ tổ cảnh đình sở thanh mặc rất nhanh đã hoàn toàn chém nát hủy diệt tiếp đó sức mạnh bàng bạc trong thần cách bị chảm đạo hấp thu lúc thần cách của lão già này hoàn toàn bị chém nát trên người lão o mạnh mẽ phát ra một loại khí thế hoàn toàn khác trước khí thế kia vậy mà như là rất viên mãn sở thanh mặc nhìn ánh mắt của lão già mang theo vài phần kinh ngạc thần cách này lại sắp bước vào tu sĩ cảnh giới thái thượng khó trách lão lại phản ứng nhanh như thế chẳng trách linh thông thượng nhân đưa lão o vào đầu tiên thì ra là thế có điều, đúng lúc này, chàm đạo đã rất lâu không nói chuyện bỗng chuyển tới tinh thần của sở thanh mặc một thần niệm. Phụ thân, không có gì phải lo lắng, hấp thu lực lượng đủ rồi, 10 người chúng ta sẽ có năng lực phá vỡ tiểu thế giới này. Nói xong, trảm đạo lại im lặng trở lại, một chút âm thanh cũng không có nữa. Nhưng trong lòng sở thanh mặc cũng đã nổi lên sóng to gió lớn. Tiểu thế giới này, không có lực lượng ở cấp bậc thái thượng kia thì đừng mơ tưởng. Sở thanh mặc ngay cả suy nghĩ thử nghiệm một chút cũng không dám nghĩ tới. Không nghĩ tới, chảm đạo lại có năng lực như vậy lần đầu tiên sở thanh mặc cảm thấy phải cảm tạ bản thân ở kiếp trước có năng lực chế ra món pháp khí này quả thật là có một không hai lúc này lão già kinh ngạc nhìn sở thanh mặc nhìn hồi lâu lúc này mới không lưng thi lễ một cái nói mặc dù không biết ngươi là ai nhưng thật sự cảm ơn ngươi ngươi đã giúp ta chém nát thần cách phá đi ràng buộc bấy lâu hắn chưa nói với ngươi sao sở thanh mặc nhìn lão già lão già khẽ nhíu mày người đang nói đến linh thông đại ca linh thông đại ca quả nhiên là anh em với linh thông thượng nhân hắn chỉ nói với ta rằng hãy đi tới nơi này sẽ có người giúp ta chém nát thần cách nhưng tại sao ta cảm giác chỗ này hơi giống nhà tù lão giả lặng lặng nhìn kỳ tiêu vũ cùng thủy y y đang đứng cách đó không xa sau đó lại nhìn đến hơn trăm sinh linh phía xa vẻ mặt nghi hoặc đây chính là nhà tù sở thanh mặc cười cười trong ánh mắt lão giả liền lộ ra vẻ lúng túng lão o bây giờ đã hiểu được một chút chắc hẳn đại ca đã tìm được người trẻ tuổi có được năng lực nghịch thiên này làm việc cho đại ca quả nhiên lúc này một đạo thần niệm truyền tới tinh thần của lão giả dạy lão o làm thế nào rời khỏi tiểu thế giới này tiếp đó sẽ tới đâu chờ sau đó lão giả mang vẻ mặt áy náy nhìn sở thanh mặc người trẻ tuổi thật có lỗi ta không thể dẫn người ra ngoài cùng nhưng lần sau gặp lại đại ca ta sẽ cầu xin tha cho ngươi ta cảm thấy được nhân phẩm ngươi rất tốt Lão giả nói rồi phất tay với Sở Thanh Mặc một cái, thân ảnh lão từ từ nhạt đi. Nhóc con, làm không tệ. Thần niệm của Linh Thông Thượng Nhân truyền tới. Sở Thanh Mặc tử tốn nói. Dạy từng người tiến vào nơi này phương pháp rời đi như vậy, không sợ bọn họ sẽ nói cho ta biết à. Mỗi phương pháp rời đi của mỗi người đều khác nhau. Nhóc con, ngươi yên tâm, vấn đề này ta suy nghĩ chu đáo hơn ngươi nhiều. Thần niệm của Linh Thông Thượng Nhân vẫn rất bình thản. Được rồi, ta phải đi làm việc, cổ băng băng làm việc hơi chậm, ta muốn nhắc nhở nàng ta, làm việc gì ta cũng không thích lề mề dây dưa. Sở thanh mặc sạm mặt, không nói gì, từ đầu đến cuối, kỳ tiêu vũ và thủy y y cũng chưa từng lướt mắt nhìn sang, tựa như cái gì cũng không biết, sở thanh mặc liền hiểu ra, tiểu thế giới này so với tưởng tượng của hắn còn phức tạp hơn. Nhưng từ trong miệng lão giả kia, hắn biết được một tin rất quan trọng, tiểu thế giới này rất có khả năng không bị linh thông thượng nhân mang theo bên người. Suy đoán này trong cuộc sống về sau, được sở thanh mặc hoàn toàn xác nhận. Theo thời gian trôi qua, tu sĩ tiến vào tiểu thế giới này cũng ngày càng nhiều. Qua 10 năm, đã có hơn ngàn người tiến vào tiểu thế giới. Từ điểm này có thể nhận ra, linh thông thượng nhân thật ra đã sớm có sắp đặt. Sở thanh mặc nhớ đến lúc hắn ở thiên giới, trên la thiên tiên vực, linh thông thượng nhân từng cố gắng làm cho hắc ngư lão tổ tan vào trong thân thể hắn. Đó hẳn là một trong những thủ đoạn khống chế của linh thông thượng nhân. Tuy thực ra bản thân mình luôn duy trì cảnh giác với linh thông thượng nhân, nhưng thực tế, đây là một âm mưu quang minh chính đại là một cái bẫy chết căn bản không có phương pháp giải quyết trừ phi sơ mặc hoàn toàn từ bỏ kỳ tiêu vũ và thủ y nếu không sớm muộn sẽ phải đối mặt với linh thông thượng nhân một khi hai bên gặp mặt với thực lực của linh thông thượng nhân muốn chế trụ sở thanh mặc căn bản không cần phí chút sức nào nếu như toàn bộ sự sắp đặt này chuyện duy nhất sở thanh mặc làm sai chính là hắn không nên đi gặp phật thích ca mâu ni càng không nên báo cho linh thông thượng nhân biết thế gian không tồn tại tổ cảnh đây chính là sai lầm duy nhất của sở thanh mặc về sau, sẽ không tiếp tục như vậy nữa. Sở thanh mặc thầm nghĩ, từ khi chảm đạo nói một lần thì không mấy khi nói chuyện nữa, sở thanh mặc cũng không hỏi tới, bởi vì chỉ cần ngày đó tới, nhất định chảm đạo sẽ tự nói. Sở thanh mặc cùng kỳ tiêu vũ và thủy y y ở bên trong tiểu thế giới xây một căn nhà, sống ở đó, những sinh linh phi nhân lo ại đều an tĩnh tu luyện. Dù đây là một nhà tù, nhưng tinh khí trong này lại khá nồng đậm sinh linh tu luyện trong đây nhiều như vậy cũng không xảy ra hiện tượng khô kiệt linh khí. Lúc này, bên ngoài thông đạo, thế giới vẫn khá an tĩnh, bình yên. Nhưng trên thực tế, từng đợt sóng ngầm đang yên lặng nổi lên. Càng ngày càng nhiều đệ tử cổ tộc thuộc nhánh chính rời xa gia tộc, dẫn đội đi thi hành rất nhiều nhiệm vụ. Nhưng trên thực tế, những người trên phong thần bảng trong lúc vô tình đều bị chém nát thần cách, hoàn toàn khôi phục tự do. Hầu như tất cả những người bị chém nát thần cách đều hoàn toàn không biết ai đã trợ giúp họ, bởi vì khi họ tiến vào bên trong tiểu thế giới sẽ bị phong ấn hoàn toàn các giác quan, ngay cả giác quan thứ sáu cũng bị phong ấn nhìn không thấy nghe không được không thể ngửi tất cả cảm ứng đều hoàn toàn biến mất sau đó sau khi ra ngoài liền phát hiện thần cách của mình đã biến mất cảm giác mừng rỡ đến phát điên như vậy cộng thêm quá trình bị chém nát thần cách quá thần bí đều làm cho những người vốn mang theo thần cách đối với người đứng sau chuyện này cảm động đến rơi nước mắt bọn họ không hề biết tên họ người đó chỉ biết người kia xưng đại ca từ đó đại ca là cái tên toàn liên minh tinh anh kiên quyết ủng hộ đại ca bọn họ giúp họ giải trừ ràng buộc lớn nhất nhưng cũng không đòi hỏi được đền đáp gì, thậm chí không can thiệp đến lựa chọn của bọn họ, chỉ là đề xuất với bọn họ có thể lo cho Liên Minh Tinh Anh. Sau khi bọn họ hiểu rõ ràng, phát hiện ra minh chủ của Liên Minh Tinh Anh là một người con gái vô cùng cường đại, sau lưng nàng là Lạc Thủy gia tộc, là tuyệt thế thiên tài, người xuất sắc nhất thế hệ trẻ, Lạc Phi Hồng, đồng thời còn có nhân tài gần đây mới xuất hiện thuộc cổ thần gia tộc, Thương Cổ Thành chủ, Cổ Băng Băng, ngoài ra còn có rất nhiều đệ tử cổ tộc nhánh chính hỗ trợ cho người con gái này. Sự tồn tại của Liên Minh Tinh Anh, toàn bộ cổ tộc đều biết đến, nhưng không có bất cứ cổ tộc nào biểu hiện địch ý với Liên Minh Tinh Anh. Thậm chí những tu sĩ mang thần cách đã bị chém nát, khi gia nhập Liên Minh Tinh Anh cũng không gặp cản trở gì. Một thế lực cường đại như vậy đang không ngừng phát triển, những người từng ở trên phong thần bảng đã bị chém nát thần cách, khi gia nhập Liên Minh Tinh Anh không hề kháng cự. Vậy nên, những năm gần đây, trong hơn ngàn tu sĩ tổ cảnh bị chém nát thần cách, chỉ có chưa đến 10 người lựa chọn yên lặng ở ẩn, nhưng bọn họ dù ở ẩn tất cả đều giữ kín như buông bí mật chuyện chém nát thần cách coi như không nghĩ cho đại ca họ cũng cần suy nghĩ cho bản thân mình chuyện này một khi bị truyền ra người gặp xui xẻo đầu tiên chính là bọn họ cho nên dù cả thông đạo giờ đây cuồn cuộn sóng ngầm có nhiều người thuộc phong thần bảng bị chém nát thần cách nhưng tin tức này bị phong tỏa cực kỳ chặt chẽ đồng thời liên minh tinh anh cũng đang trong giai đoạn phát triển cực kỳ mạnh mẽ trong thời gian hơn 10 năm ngắn ngủi liên minh tinh anh đã tụ tập gần như tất cả đệ tử cổ tộc có trong thông đạo chỉ tính đám người đó cũng có hơn 700 người, nghe nhân số dường như cũng không nhiều, trong thời gian 10 năm chỉ phát triển tới vậy, nhưng nếu như biết tới lai lịch và thân phận hơn 700 người này, suy nghĩ như vậy sẽ không còn, trong đám người kia, dù là ai, trong gia tộc họ đều có thể nói là tinh anh bậc nhất, dù không bằng Lạc Phi Hồng và Cổ Băng Băng nhưng cũng không chênh lệch quá lớn. Mỗi người, phạm vi ảnh hưởng đều là những con số kinh người, hơn 700 thành viên nòng cốt này, kém nhất đều có thể khống chế được cả trăm nghìn sinh linh. Cho nên sau khi lực lượng to lớn này hợp lại sức mạnh đó ngay cả cổ tộc có nội tình to lớn khó có thể tưởng được cũng không thể hoàn toàn hiểu được sự tồn tại của bọn họ nhưng những nhân tố hình thành nên liên minh này lại quá kỳ lạ nó bao gồm hầu như tất cả đệ tử cổ tộc nhánh chính hơn nữa quan hệ của liên minh tinh anh với các cổ tộc đều duy trì quan hệ khá tốt đẹp cho dù có chức cảnh giác nhưng lúc này cũng sẽ không có ai động tới nó đây chính là điều linh thông thượng nhân mong muốn cũng là mong muốn của những người kia thật ra cục diện này cũng là mong muốn trước đây của sở thanh mặc. Cho nên, qua nhiều năm như thế, hầu như chưa bao giờ linh thông thượng nhân lộ mặt, thành công lừa gạt tất cả mọi người. Danh hiệu đại ca cũng dần dần thay thế cho cái tên sở thanh mặc, trở thành thần của rất nhiều người. Năm tháng như thời đưa, thoáng cái đã qua 20 năm. Liên minh tình anh đã phát triển thành một thế lực khá kinh khủng, minh chủ liên minh, vẫn là nữ tử vô song, thủ đoạn mạnh mẽ kia, thậm chí ngoài thành viên nòng cốt ra, không mấy người biết tên nàng, dù biết cũng không dám gọi thẳng, thần cách của sở sở lại chưa hề bị chàm. Nhưng dù là lạc thủy gian tộc, giờ đây cũng không thể dùng thái độ trước đây đối đãi với sở sở. Dù muốn hay không, bọn họ đều phải thừa nhận sở sở là một người con gái thật sự giỏi giang, một nữ tinh anh, ưu tú đến độ làm người khác phải khen ngợi thực lòng. Mấy năm trôi qua, liên minh tinh anh vẫn không có động tính gì lớn, giống như đây chỉ là một liên minh đã tan rã. Thành viên trong liên minh ngày thường người nào làm việc nấy, qua rất lâu mới gặp nhau một lần. Đối với đa số người thuộc phong thần bảng, Chuyện đệ tử dòng chính bị mang đến liên minh tinh anh, các đại cổ tộc trong thông đạo cũng không phải không có phản ứng gì. Nhưng theo tình báo truyền đến, những người này cũng không có bất kỳ biến hóa nào, không có phản kháng, không có trốn tránh, tất cả mọi thứ đều như đã trở thành quá khứ. Qua một khoảng thời gian thái bình quá lâu, dù là ai cũng sẽ cảm thấy chết lặng. Những cổ tộc lớn cũng vậy, họ căn bản không nghĩ đến giờ đây đa phần người thuộc phong thần bảng đã được trảm thần cách, hoàn toàn khôi phục tự do. Hôm nay, thương cổ thành trượt náo nhiệt hẳn hầu tử đã biến mất gần bảy tám chục năm đột nhiên quay về hầu tử trở về cũng không làm nhiều người biết tới đầu tiên nó dùng thần thức liên lạc với sở thanh mặc kết quả đến khi gặp sở thanh mặc vẫn không thể dùng thần thức liên lạc với hắn hầu tử trước nay đều rất thông minh trước nay nó đều không phải là người ngu ngốc với tình huống này hầu tử thế nhưng không biểu hiện gì bất thường luôn kề vai sát cánh với sở thanh mặc thân thiết vô cùng linh thông thượng nhân có năng lực muôn đời đương nhiên suy nghĩ hơn người cũng hiểu rõ hầu tử không kém sở thanh mặc nếu như không phải thần thức lúc đầu không cách nào kết nối, hầu tử đã thực sự coi linh thông thượng nhân y thành sở thanh mặc, thật sự là áo tiên không thấy vết chỉ khâu, hoàn hảo không chút tỉ vết. Hầu tử nghĩ, điều này cũng quá tà môn rồi. Y so với sở thanh mặc còn cường đại hơn rất nhiều, tại sao lại đóng giả sở thanh mặc, y muốn làm gì? Sau đó, hầu tử nghe được cổ băng băng kể lại mà biết chuyện xảy ra suốt mấy năm nay, nghe nói đã có hầu hết người thuộc phong thần bằng được trảm thần cách, hầu tử lúc đó vẻ mặt thật sự rất hài lòng. sau đó liền hỏi. Người anh em, cậu làm như vậy, không sợ. Hầu tử nói, dùng ngón tay chỉ lên trời. Sở thanh mặc cười cười. Dù là chuyện gì rồi cũng có người phải làm, hiện giờ ta không làm, về sau cũng sẽ có người làm. Nói hay lắm, hầu tử khen ngợi, sau đó nhìn cổ băng băng. Sáu huynh đê của ta đâu, thần cách của bọn họ thì sao? Cổ băng băng nhìn sở thanh mặc, trong ánh mắt mang theo chút xót thương. Sở thanh mặc hắn từ khi quay về không hề nhắc đến hai người vợ của hắn, cũng không kể chuyện đã xảy ra, cũng trở thành trầm mặc ít nói. Theo nàng suy đoán đến 80% là hai người vợ hắn đã có chuyện xảy ra, tạo thành tổn thương tinh thần không nhỏ đối với sở thanh mặc, cho nên nàng cũng không hỏi thêm. Những năm gần đây, nàng ấy luôn duy trì tình cảm với sở thanh mặc như cũ, nhưng hắn luôn luôn duy trì khoảng cách với nàng ấy. Cho đến bây giờ, cổ băng băng đã hơi tuyệt vọng rồi. Lúc này, sở thanh mặc nói, sáu người họ tính cách hơi lộ liễu một chút nhóm người thuộc phong thần bàng chúng ta còn rất nhiều người chưa được chạm thần cách bởi vì chuyện này rất dễ gây chú ý hầu tử gật đầu cũng phải cậu nghĩ chu đáo lắm nhưng trong lòng thì lạnh băng nhiều năm như thế nhiều người như thế đều đã được chạm thần cách rồi điều này nói lên cái gì chỉ có hai khả năng một sở thanh mặc thật sự còn sống bị người đóng giả này khống chế rồi hai sở thanh mặc thật sự người anh em của hầu tử hắn ta đã mất nhưng năng lực chạm thần cách của hắn đã bị người đóng giả kia chiếm lấy. Hầu tử rất nhanh suy tính, cảm thấy khả năng thứ hai có xác suất xảy ra cực kỳ cực kỳ nhỏ. Cả thế giới thông đạo, từ muôn đời tới nay mới xuất hiện một thiên tài vô song như Sở Thanh mặc nghiên cứu ra phương pháp chạm thần cách. Năng lực này, nếu như những người khác có thể lấy được một cách đơn giản thì đã có người nghĩ ra từ lâu rồi. Như vậy, giờ lại này sinh ra vấn đề kế tiếp, người đóng giả Sở Thanh mặc là ai? Tại sao y có thể giả trang giống đến độ mình và sáu người huynh đệ đều không phân biệt nổi thật giả? Nếu bản thân hầu tử không dùng thần thức liên lạc cùng sở thanh mặc thì cũng không thể phát hiện ra vấn đề. Cảnh giới của hầu tử đã gần đạt đến thái thượng, mấy năm nay, nó cũng gặp được cơ duyên, tâm trí cũng thay đổi cực lớn, cho nên, nó liền lập tức đoán ra, người giả trang sở thanh mặc này chỉ có thể là linh thông thượng nhân. Tất cả suy tính trên đều trong nháy mắt diễn ra trong đầu hầu tử. Ngay cả khi linh thông thượng nhân đang đối diện với hầu tử cũng không thể biết được hầu tử đang nghĩ gì. Lúc này, cổ băng băng ân cần hỏi, hầu tử ca chuyến này đi huynh có thu được kết quả gì không có gặp được thái thượng không hầu tử nghe vậy liền thở dài cười khổ nói gặp được chứ gặp được thì tại sao vẫn mang vẻ mặt như vậy cổ băng băng cảm thấy có chút nặng nề hầu tử nói đã gặp được thái thượng nhưng không gặp được cây đào già đó thái thượng nói cây đào già đã rời đi rồi có khi nào thái thượng có ý khác linh thông thượng nhân ngồi bên kia hỏi hầu tử gật gật thái thượng nói chuyện như thế vốn là lẽ trời nếu có người đã đến hạn thọ nguyên nhưng vẫn có thể giữ gìn linh hồn hoàn chỉnh chẳng khác nào là một tồn tại bất tử bất diệt thái thượng nói thế giới này không hề có thứ gì là bất tử bất diệt trừ phi hoàn toàn rời khỏi thế giới này nhưng thái thượng cũng nói việc rời khỏi thế giới này hoàn toàn hầu như không thể thành công như vậy khổ băng băng cười khổ tuy đã đoán được sẽ thế này nhưng vẫn thất vọng một chút Linh thông thượng nhân ngồi bên kia lại từ tốn nói. Cũng không cần phải thất vọng, vì như thế thì sinh mệnh mới có ý nghĩa. Nếu thế, chúng ta chỉ cần tiếp tục thúc đẩy liên minh tinh anh càng thêm lớn mạnh là được. Ta nghĩ, sớm muộn chúng ta sẽ làm được điều đó. Cổ băng băng gật đầu, cười nhẹ, nhìn sở thanh mặc mà nói. Giờ đây sức mạnh của chúng ta so với những đại cổ tộc thì còn kém hơn, nhưng với các cổ tộc còn lại thì đã gần như không có đối thủ. Huynh xem, đến tòa lan đạo tạc đều không còn hoạt động nhiều nữa. Nghe nói, họ đã suy nghĩ đến việc rời đi rồi. Rời đi, linh thông thượng nhân cười lạnh. Liên minh tinh anh từ khi thành lập đến nay đều yên lặng phát triển thế lực, ta nghĩ cũng nên xuất ra một chút thực lực, như vậy, liền bắt đầu từ toa lan đạo tạc đi. Huynh muốn chiến với toa lan đạo tạc, cổ băng băng ngần người, linh thông thượng nhân gật gật. Cô thấy sao? Cổ băng băng gật đầu thật mạnh. Hay lắm, ta muốn tiêu diệt đám đạo tạc này đã lâu rồi hầu tử ngồi phía kia thầm nghĩ nếu như đây thật sự là sở thanh mặc hắn sẽ làm như vậy sao nghĩ tới nghĩ lui hầu tử phát hiện dù là sở thanh mặc chắc chắn cũng sẽ lựa chọn giống như vậy có khi dù là sở thanh mặc cũng không thể làm tốt hơn người này quá quái đản rồi hầu tử cuối cùng cũng thấy hơi hoảng sợ nó nhìn cổ băng băng vào sở thanh mặc nói ta đã rời đi lâu quá rồi thật nhớ đến sáu người huynh đệ của ta ta đi gặp bọn họ một chút nói xong hầu tử cáo biệt thân hình lóe lên dần dần biến mất trong hư không. Cổ băng băng than thầu một chút. Nhiều năm như vậy còn tưởng có thể nghe được tin tốt từ hầu tử, không nghĩ tới. a z Linh thông thượng nhân nhìn cổ băng băng nhưng trong lòng lại hơi cảnh giác, vì y cảm giác được, hầu tử không đủ nhiệt tình với y. Có gì đó không bình thường. Tuy hầu tử cũng cùng hắn kể vai sát cánh, nhìn thật thân thiết, nhưng dựa theo quan hệ giữa hầu tử và sở thanh mặc, nếu hầu tử muốn gặp sáu huynh đệ kia hẳn sẽ gọi họ tới đây, chứ không như bây giờ chủ động rời đi. Lẽ nào, hắn ta đã biết được gì đó. Linh thông thượng nhân hơi bất an, nhưng nghĩ lại, hẳn là không có gì bất chắc. Bởi, đã nhiều năm như thế, danh hiệu đại ca y âm thầm sắp đạt nên đã trở nên thâm căn cố đế trong lòng rất nhiều người. Y thật ra không sợ đám trẻ tuổi cổ băng băng, sở sở và lạc phi hồng. Một đám trẻ con dễ dàng bị y điều khiển trong lòng bàn tay. Y thật sự kiêng kỵ chỉ có người đạt đến cảnh giới thái thượng trong những cổ tộc kia. Chỉ có tồn tại như thế mới có thể làm y thật sự kiêng kỵ khiến y đến bây giờ cũng không dám có động tĩnh quá lớn. Liên minh tinh anh này còn cần tiếp tục điều chỉnh, cần trải qua nhiều cuộc chiến tranh, tôi luyện thế lực. Thời gian này, theo linh thông thượng nhân tính toán đại khái cần khoảng vạn năm. Lợi dụng tài nguyên của liên minh tinh anh và thời gian vạn năm, bồi dưỡng chiến lược tầm cỡ thái thượng. Đúng vậy, không thể chỉ cần tài nguyên bồi dưỡng mà có thể sinh ra một thái thượng, còn cần thiên phú tuyệt đỉnh mới có thể thành công. Và lại, trên đời này được bao nhiêu người có thể khống chế người thuộc cảnh giới thái thượng, đạt đến cảnh giới như thế sẽ không ai muốn bị điều khiển bởi người khác. Cho nên, bồi dưỡng nên tu sĩ sở hữu chiến lực ngang tầm thái thượng là lựa chọn tốt nhất. Phương pháp này, linh thông thượng nhân đã sớm có chuẩn bị. Nói cách khác, sắp đạt từ muôn đời của y so với sở thanh mặc, y càng thích hợp làm chuyện này hơn. Cho nên, linh thông thượng nhân tuyệt đối không cho phép kế hoạch y ấp ủ bấy lâu bị bất cứ ai phá hỏng, cho dù là con gái của y. Cho nên y chỉ có thể mang hai cô con gái của y đến cạnh sở thanh mặc bây giờ do hầu tử có thể sẽ có chuyện xấu xảy ra, linh thông thượng nhân thầm nghĩ. Hầu tử người tốt nhất là biết thời thế một chút, nếu không, ta không ngại giết thêm một tuyệt thế thiên kiêu đâu. Nhưng điều linh thông thượng nhân hoàn toàn không tưởng được là hầu tử vậy mà biến mất. Sau khi hầu tử cáo từ rời đi, không nói gì liền mất dạng, toàn thương cổ thành đều không có chút dấu tích. Đến cả linh thông thượng nhân bản lĩnh bực nào, dùng mọi thủ đoạn, sử dụng bản lĩnh cao cường tra xét, suy diễn phán đoán, đều không thể tìm ra chút manh mối điều này khiến y vừa lo sợ vừa tức giận tên hầu tử chết tiệt kia đến cùng là đang ở đâu nó muốn làm gì y hiện tại đã chắc chắn hầu tử nói dối nó khi gặp thái thượng chắc chắn có thu hoạch lớn nếu không chắc chắn không thể biến mất hoàn toàn như thế linh thông thượng nhân vẫn không thể biểu hiện gì bất thường y hiện tại còn cần liên minh tinh anh thực hiện những điều y đã bố trí rất cần linh thông thượng nhân tập trung thần thức ở sáu người huynh đệ kia của hầu tử tử đạo và và âu dương phi vậy mà cũng không thu được gì Hầu tử căn bản không đi tìm bọn họ. Linh Thông Thượng Nhân giả như không có chuyện gì xảy ra, tìm đến Cổ Băng Băng, ra vẻ tùy ý hỏi. "Hầu tử đi đâu rồi?" "Ai biết đâu?" Cổ Băng Băng còn tùy ý hơn, nói. "Hầu tử hắn ta trước nay đều tùy ý rời đi không nói gì cả, dù là tà tướng quân của ta nhưng thật ra ta cũng không thể quản lý được hắn, cũng không chừng do lần này đi mà không thu hoạch được gì, hắn ta ngượng ngùng mà không dám vào chúng ta thôi." Cổ Băng Băng nói, nhìn Linh Thông Thượng Nhân sở thanh mặc ta đã nói cho bên liên minh kế hoạch chiến với toa lan đạo tặc bọn họ rất ủng hộ dạo gần đây họ thường xuyên tới đây hỏi han chỉ cần tới lúc đó ra lệnh một tiếng sẽ lập tức phát động tấn công linh thông thượng nhân thở dài chỉ có thể gật đầu trong lòng cực kỳ buồn bực hầu tử bỗng dưng biến mất làm y cảm giác thật tan nhưng nghĩ lại sở thanh mặc còn đang bị vây trong tiểu thế giới của mình vô số phát trận bên ngoài dù là thái thượng có xông vào cũng không chiếm được lợi không nói hầu tử không thể tìm đến dù có tìm được cũng không thể đi vào. Hơn nữa, bên trong tiểu thế giới kia, pháp trận lại càng nhiều vô kể, đi vào chắc chắn khó thoát. Thủ đoạn trải qua vô số năm sắp đặt như thế, linh thông thượng nhân cũng không tin trên đời có ai có thể phá giải được, không ai có thể cản trở ta linh thông thượng nhân thầm nghĩ. Sau đó, gật gật đầu với cổ băng băng. Tốt, bắt được toa lan đạo tặc chưa biết chừng lại thu được số lớn tài nguyên, rất có lợi cho sự phát triển của liên minh tinh anh chúng ta. Cổ băng băng cũng lộ ra nét vui mừng qua nhiều năm như thế cuối cùng cũng tới lúc liên minh chúng ta tỏa sáng. Linh thông thượng nhân cười cười. Hồ địa đang suy tính tấn công chúng ta, vậy cũng tốt, dịp để chúng ta được chiến đấu còn rất nhiều. Hầu tử rời khỏi thương cổ thành, trong chớp mắt liền bay qua mấy tỷ dặm, đồng thời trên đỉnh đầu hầu tử hiện lên bát quái đồ, trong lòng nó không khỏi nhớ đến lời dạn thái thượng nói lúc chia tay. Thông đạo cần chúng ta chấn thủ, cũng chỉ có ta với Phật Đà, mới có thể ngăn chặn sự sụp đổ của thông đạo muốn rời khỏi thông đạo chỉ có thể tìm được con đường thông thiên, nhưng con đường ấy, họ àn to àn là thiên đạo tạo nên, không người nào có thể biết, muốn tìm ra con đường kia đòi hỏi đạo cực phi thường, đạo là đạo, nhưng cũng không là đạo, đại đạo, huyền diệu khó có thể giải thích, dù là chúng ta cũng khó mà thấu hiểu hoàn toàn, nhưng, thế gian này muôn màu, luôn có thiên tài ra đời tạo ra hào quang sang chói, sở công tử chính là người như thế, nhưng số phận hắn lại gặp gành, con đường trông gai, khó mà tự do. Lần này ngươi trở về phải nghe theo tiếng lòng của mình không gặp được hắn cũng không cần đi tìm hắn cứ bảo vệ bản thân rồi ngươi sẽ gặp được hắn hầu tử lúc ấy vẫn không hiểu thái thượng có ý gì cho đến bây giờ hắn ta mới hiểu khi thái thượng nói vậy cũng đã nhìn thấu kiếp nạn của sở thanh mặc nhưng lại dặn dò nó không nên đi tìm sở thanh mặc đồng thời bảo vệ tốt bản thân đi đến đâu mới là bảo toàn chính mình hầu tử nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có chỗ của sở sở cùng lúc nó cũng nghĩ đến việc có nên nói cho sở sở chuyện này nó sợ khi sở sở biết có khi lập tức phát khùng dẫn binh tấn công thương cổ thành. Nhưng nếu vậy toàn bộ liên minh tinh anh sợ rằng sẽ lập tức tan rã. Nhưng nếu không nói, hầu tử lại sợ rằng đến một ngày hàng giả kia ngồi vững với thân phận sở thanh mặc, đến khi sở thanh mặc trở về cũng sẽ không ai tin tưởng. Hầu tử chỉ vào thái cực đồ, phong ấn toàn bộ khí tức trên người mình, triển khai toàn bộ cảnh giới liên cuồng bay đi. Cuối cùng, dùng thời gian mấy năm, nó đến được lạc thủy gia tộc. Nhưng hầu tử không đi thẳng vào màu hóa thành một người trung niên gầy gò, tướng mạo bình thường, sau một ngày, cuối cùng hầu tử cũng gặp được sở sở, bởi, từ trước, giữa hai người đều có thần thức để liên lạc. Sở sở gặp hầu tử thì cực kỳ ngạc nhiên, năm xưa, gặp hầu tử một lần ở trong động phủ bên ngoài thương cổ thành, sau đó liền mỗi người mỗi ngả, nàng ấy biết hầu tử đang tìm gặp thái thượng, không ngờ lại đi tìm nàng ở đây. Giờ đây, nhất phương thành sớm đã là đại bản doanh của liên minh tinh anh, người ở đây toàn bộ là người trong liên minh tinh anh. Hầu tử ca, người sao bỗng dừng tới đây? Sở sở gặp hầu tử vẫn rất vui vẻ, cũng rất khách khí. Nàng biết, hầu tử là một trong những người bạn tốt nhất của ca nàng. Hầu tử nhìn sở sở. Cô dẫn binh tới thương cổ thành rồi. Sở sở nghe vậy liền hiểu đã có vấn đề, lập tức nghiêm túc, nhìn hầu tử. Đúng vậy, băng băng nói rằng muốn chiến với toa lan đạo tặc, ta cũng đang muốn tìm cơ hội luyện binh một chút trước khi người hôi địa chưa đánh tới đây. Chỉ khi trải qua chiến tranh thực sự mới có dường thành nhanh chóng, có vấn đề gì? Hầu tử nhìn sở sở. Cô có thể chắc chắn khi nghe được tin này sẽ không phát khủng đánh mất lý trí chứ? Đương nhiên, sở sở tập trung nhìn hầu tử. Được rồi, liên quan tới ca của cô, hầu tử nhìn sở sở, không do dự nói thẳng nghi ngờ, phân tích và phán đoán trong lòng. Sở sở trừ ban đầu hơi xúc động thì vẫn luôn yên lặng nghe, đến cuối cùng, nàng ngật đầu, nói. Chẳng trách, mấy năm nay ta cũng không phải không nghi ngờ gì, nhưng vì lần trước gặp gỡ chúng ta cũng đã ước định cẩn thận, Cà ta trong tối, ta ở ngoài sáng. Những năm gần đây, hầu hết những người thủ phong thần bảng, từng người được chạm thần cách. Tuy quá trình thật sự huyền bí nhưng ta nghĩ đây là điều tốt. Nếu không, rất dễ bị bại lộ, nhưng không nghĩ tới trong việc này lại có vấn đề. Sở sở rất bình tĩnh, chỉ ít nhìn qua nàng vô cùng bình tĩnh, không làm gì bất thường. Trên khuôn mặt tuyệt sắc kia hoàn toàn là sự bình tĩnh. Hầu tử hơi lo lắng nhìn sở sở, cũng không thúc giục. Hồi lâu, sở sở ngẩng đầu, nhìn về phía hầu tử. Hầu tử ca, theo phân tích của huynh ca của ta chắc chắn còn sống nhưng hẳn là không được tự do hầu tử gật gật đầu ta cũng nghĩ vậy nhưng ta hiểu rõ tính cách ca của ta ta nghĩ hẳn là hầu tử ca cũng hiểu sở sở nói hầu tử hơi ngẩn ra lập tức nói ra hắn không phải loại người có thể bị uy hiếp không phải nói đúng hơn là huynh ấy không phải loại người có thể bị uy hiếp một cách đơn giản sở sở nói ca của ta quá lương thiện hơn nữa trong lòng hắn tình thân tình bạn tình yêu luôn nặng vô cùng ngay sau khi huynh đi tìm thái thượng huynh ấy đã đi tìm kỳ tiêu vũ và thủy y y rồi những tin này là cổ băng băng nói cho ta sở sở nói rồi kể hết cho hầu tử những tin tức kia sau khi nghe xong hầu tử hơi kích động nói cũng có thể chắc chắn người giả dạng ca của cô là linh thông thượng nhân mà phương pháp hắn sử dụng để khống chế sở thanh mặc tám chín phần mười là dùng hai người chị dâu của cô sở sở gật đầu nhưng linh thông thượng nhân là tồn tại thần kỳ đến bực nào tại sao hắn phải làm như thế sở sở nói rồi đi tới đi lui trong phòng một lát nàng dừng lại nhẹ giọng nói ta hiểu rồi hầu tử nhìn sở 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 nói vì tài nguyên phong phú cùng thế lực to lớn ý gì hầu tử mù mờ hỏi vì theo nó nghĩ người cường đại như linh thông thượng nhân sao có thể là người thiếu hụt tài nguyên việc hắn làm thực ra giống với chuyện ca của ta muốn làm cho nên, nhiều năm như thế, chúng ta cũng không thấy khác thường, nhưng ta gần như có thể khẳng định, mục đích của hai người họ chắc chắn khác nhau. Linh thông thượng nhân đã từng sắp đặt từ rất lâu, toàn tính của hắn chắc chắn rất to lớn. Bây giờ, hơn một nửa liên minh tinh anh là thuộc quyền điều khiển của ta, nhưng những người được chạm thần cách này lại tin tưởng ca ca của ta hơn. Không, đúng hơn là đại ca. Sở sở nói từng câu từng chữ rõ ràng, như mày, nàng hiếm khi làm thế, trừ phi đang rất hoang mang, không biết nên làm gì giờ chúng ta phải làm sao hầu tử lúc này cũng đang khổ não linh thông thượng nhiên thuộc cảnh giới rất cao họ không phải là đối thủ của y hiện tại nếu vạch trần âm mưu của y liên minh tinh anh không chỉ có nguy cơ bị sụp đổ mà còn có khả năng bị tất cả cổ tộc trong thông đạo chèn ép chắc chắn không có cổ tộc nào có thể dễ dàng tha thứ việc có thế lực điều khiển những người có định ý mạnh mẽ với bọn họ tồn tại thế nhưng họ không biết trên thế gian lại tồn tại người có khả năng chém nát thần cách nếu không lật tẩy âm mưu của y vậy làm thế nào mới có thể cứu sở thanh mặc cứu hắn rồi lại làm thế nào mới có thể nhanh chóng không đánh mà thắng giải quyết dứt điểm chuyện này nói tóm lại đây là một phiền phức cực kỳ lớn hết sức khó xử lý qua hồi lâu sở sở thở phào nhẹ xong hắn nếu có âm mưu to lớn đến thế vậy khẳng định trong thời gian ngắn chưa thể hoàn thành như vậy chúng ta hiện giờ không cần làm gì tất cả như bình thường huynh cũng không cần nói ra việc hôm nay tới đây ta sẽ phái một đội thân tín đến tú thủy sơn trang tìm hiểu cũng sẽ sắp xếp người tin cậy được vào nhóm người đến lượt chạm thần cách, xem thử có thể thu hoạch tin tức có giá trị hay không, chúng ta có thể để bọn họ truyền tin qua, hầu tử gật đầu. Việc này ổn đấy. Bên trong tiểu thế giới, sở thanh mặc qua nhiều năm bế quan đột nhiên cảm giác được một chút khác thường, hắn liền tiến vào trạng thái sẵn sàng dung hợp. Quan trọng nhất, hắn mấy năm nay tĩnh tâm tu luyện, cuối cùng đột phá tới thiên ý ngã ý tâm pháp quyền thứ năm, thiên ý ngã ý tâm pháp này, quyền cuối cùng là, trời là ta ta cũng là trời, ngay cả sở thanh mặc cũng không thể khẳng định vì sao hắn đến được cảnh giới này. có thể là do bế quan tu luyện gần trăm năm, hai người vợ cùng chung sống làm hắn yên tâm, bình thản đến một mức độ nhất định, lúc này mới có thể đột phá quyền cuối thiên ý ngã ý. qua thời gian gần trăm năm, sở thanh mặc hiểu rõ hắn hoàn toàn không thể ra khỏi tiểu thế giới này, vô số pháp trận mạnh mẽ ngăn cản, chưa nói là hắn, dù là thái thượng cũng không thể hoàn toàn phá giải những pháp trận kia để rời đi dễ dàng. cho nên dù ban đầu hắn rất tức giận bây giờ cũng không còn tức giận gai gắt như vậy nữa, chỉ còn cảm thấy nguội lạnh, hắn cảm thấy cách làm việc linh thông thượng nhân thật sự không còn gì để nói nữa. Nhưng sở thanh mặc cũng không tuyệt vọng, vì linh thông thượng nhân không định giết hắn, thậm chí y còn cho phép kỳ tiêu vũ và thủy y, y và sở thanh mặc cả Phật đà, dọc đường thu được thần thú, chim thần gì y đều đưa tới tiểu thế giới này, sở thanh mặc cũng không còn sự ái nái mãnh liệt đối với hai nàng và mọi người nữa. Mấy năm nay, trừ việc thỉnh thoảng lại chạm thần cách cho một vài người, sở thanh mặc thật sự vô dục vô cầu cũng có thể là suy nghĩ như vậy đã giúp hắn đạt được thành tựu hôm nay. Quyền thiên ý ngã ý thứ năm thật sự mạnh mẽ đến mức làm người ta khó có thể tưởng tượng. Trước đây, hắn phải tu luyện gần nửa ngày mới tích lũy tinh khí được, giờ đây, chỉ cần một lần hô hấp tự nhiên như bình thường đã đủ rồi. Quá kinh khủng, chỉ có tu sĩ đến được cấp bậc thứ như hắn mới có thể hiểu rõ ràng sự cường đại của nó. Sau khi tâm pháp đột phá quyền thiên ý ngã ý thứ năm, trong thân thể sở thanh mặc cuối cùng đã xuất hiện chấn động sau nhiều năm không thay đổi gì là một dấu hiệu bắt đầu của sự dung hòa vạn đạo quy nhất câu nói này chắc chắn tu sĩ đã vượt qua thánh cảnh được hiểu nhưng hiểu được và làm được là hai việc hoàn toàn khác nhau chưa đạt đến cảnh giới thái thượng không ai có thể làm được bởi miễn cưỡng thúc ép dung hợp cũng không thể khiến cho vạn đạo quy nhất được ví dụ như đạo sấm sét và đạo trẻ củi của sở thanh mặc hai đạo này hoàn toàn khác nhau vậy làm sao mới có thể dung hòa không nắm bắt được thời điểm thì không thể nhưng chỉ cần thấu hiểu được thì sẽ phát hiện ra điều này cũng không khó biết là biết không biết là không biết sở thanh mặc mở mắt bắt bắn ra thần quang thân thể của hắn cũng bắt đầu xuất hiện sự hấp dẫn khó diễn tả bằng lời sau đó sự hấp dẫn đó lan ra toàn thân sở thanh mặc tỏa ra khắp nơi cuối cùng chúng kết thành một vầng sáng thần thánh trong nháy mắt tản ra khỏi thân thể hắn lúc này toàn bộ tiểu thế giới đều bất ngờ đầu tiên là kỳ tiêu vũ và thủy y y đều mở to mắt nhìn sở thanh mặc ánh mắt đầy rung động bị nhốt ở đây lâu như vậy đạo hạnh hai nàng đều tăng lên rất nhiều nhưng so với bên ngoài thì cũng không khác nhiều vì trong lòng hai nàng vẫn còn sự xấu hổ sâu sắc cảm giác này sở thanh mặc cũng không thể an ủi hai nàng không thể nghĩ thông được rõ ràng đều là người một nhà vì sao không thể ở chung một chỗ yên lành có rắc rối tại sao không thể bình tĩnh nói chuyện vì sao lại làm như thế này sự tức giận của hai nàng còn mãnh liệt hơn sở thanh mặc nhiều cho nên các nàng không mấy tiến bộ so với trước đây nhưng đến hôm nay hai nàng mới phát hiện sự tiến lên của sở thanh mặc quá kinh khủng toàn thân phát ra ánh sáng thần thánh kia nói lên điều gì không lẽ hắn sắp đạt đến cảnh giới thái thượng trên người sở thanh mặc vạn đạo đang không ngừng dung hòa vạn đạo quy nhất vạn pháp thống nhất khiến lực hấp dẫn trên người hắn trở nên rõ ràng tất cả thần thú ở phía xa đều bị rung động không nói nên lời sau cùng thần thú bị ảnh hưởng bởi ánh sáng thần thánh phát ra trên người sở thanh mặc đều quỳ dạp xuống đây là sự tôn trọng dành cho người mạnh mẽ nhất cuối cùng tất cả thần thú đều quỳ dạp xuống khung cảnh này kéo dài trong suốt một năm trong một năm này sở thanh mặc cũng không bị bất kỳ thứ gì quấy dày không có người thuộc phong thần bảng nào tiến vào tiểu thế giới linh thông thượng nhân cũng không nói gì với sở thanh mặc dường như là trời định dưới hoàn cảnh không có thứ gì quấy rầy sở thanh mặc đã hoàn thành tất cả sau một năm khí tức trên người sở thanh mặc hoàn toàn thu lại sau đó hắn chậm rãi mở mắt trong đôi mắt kia là sự yên tĩnh và tinh khiết yên lặng như nước nhìn về phía hai nàng trên mặt sở thanh mặc lộ ra nét cười nụ cười thật thuần khiết sạch sẽ phu quân hai nàng cùng kêu lên tập trung nhìn sở thanh mặc bắt đỏ hoe nhiều năm như vậy hai người vẫn không nghĩ thông được sao sở thanh mặc ôn hòa cười thật ra đây chưa hẳn là điều xấu nếu ta sống ở bên ngoài chưa chắc ta đã có thời gian tu luyện nhiều đến thế cũng không thể có được thành tựu hôm nay dừng một chút sở thanh mặc nói tiếp nếu sống bên ngoài chưa chắc ta có thể làm tốt hơn y nhưng ông ta vì sao không nói rõ lại dùng cách làm này, kỳ tiêu vũ vẫn oán hận linh thông thượng nhân rất nhiều, tức giận nói, linh thông thượng nhân cũng không biết, đối với kỳ tiêu vũ, ông ta là người đầu tiên kỳ tiêu vũ thật sự kính trọng, coi như bậc trường mối, nàng thật sự rất quyến luyến ông ta. kỳ tiêu vũ kiếp này là người của tinh linh tộc, nàng từ nhỏ không hề có cha mẹ đúng nghĩa, lịch sử tinh linh tộc luôn là như thế, trước đây kỳ tiêu vũ cảm thấy như vậy rất bình thường, vì nàng là tinh linh, không thể giống các chủng tộc khác có cha mẹ. Nhưng suy nghĩ này sau khi gặp Linh Thông Thượng Nhân đã thay đổi. Hóa ra, kiếp trước ta có cha, có mẹ, cha ta là tu sĩ cấp cao nhất, mẹ ta là người con gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cho dù không biết mẹ đang nơi nào, nhưng ta rất nhớ mẹ. Đây là suy nghĩ của Kỳ Tiêu Vũ, nhưng nàng che giấu rất tốt, không bao giờ biểu lộ ra. Cho nên, ngay cả Thủy Y và Sở Thanh Mặc cũng không biết Kỳ Tiêu Vũ có suy nghĩ này. Yêu thương càng sâu đậm, hận thù càng nặng nề. Cách làm của Linh Thông Thượng Nhân thật sự đã khiến Kỳ Tiêu Vũ tổn thương tổn thương tâm hồn vừa mới biết yêu thương chưa lâu. Vì vậy, dù đã qua gần trăm năm, kỳ tiêu vũ vẫn chưa từng tha thứ cho linh thông thượng nhân. Đến hôm nay, khi sở thanh mặc nói những lời này, kỳ tiêu vũ mới phát tiết oán hận trong lòng. Sau đó, bỗng nàng nhận thấy sự oán hận đã giảm đi nhiều. Chuyện như thế này, dù nói rõ hay không, cũng không khác nhau. Sở thanh mặc mỉm cười. Vì hôm nay ta đã hiểu và ngộ ra được rồi. Kỳ tiêu vũ và Thủy Y Y đều có vẻ cân nhắc hai nàng có phần thấu hiểu đúng sở thanh mặc giờ đã tỉnh ngộ nếu sở thanh mà không tỉnh ngộ làm sao hiểu và tha thứ cho linh thông thượng nhân được nếu hắn cả đời không hiểu được cũng sẽ chịu sự kìm hãm của linh thông thượng nhân cả đời đây là có thù hơn nữa còn là thù lớn vì thế oán và ơn đôi lúc rất gần nhau như thiện và ác vậy trong suy nghĩ của người trưởng thành đa phần không rõ ràng không phải không thế này thì sẽ là thế kia linh thông thượng nhân thật ra đã nhiều năm chưa nói chuyện cùng sở thanh mặc hai bên dường như đã ngầm hiểu, y không quấy rối sở thanh mặc tu luyện, hắn cũng sẽ phối hợp trảm nhân cách cho người tiến vào đây. hai bên cứ thế duy trì thế cân bằng, nhưng sự cân bằng này rồi sẽ bị phá vỡ. sở thanh mặc biết, linh thông thượng nhân cũng biết, việc này phải xem năng lực của ai hơn rồi, dễ nhận thấy ở mặt này, linh thông thượng nhân hoàn toàn tự tin. từ khi đoán ra hầu tử có thể đã biết được điều gì đó, linh thông thượng nhân không hề đưa người vào tiểu thế giới nữa. y giờ đây đang chuẩn bị cho cuộc chiến với toa lan đạo tặc sự điều động binh tướng trong thành cổ thành tòa lan đạo tạc đã nhận ra nhưng trước nay tòa lan đạo tạc luôn ngang bướng vô cùng không hề sợ hãi thậm chí tạm ngừng tất cả hoạt động bắt đầu điều động nhân lực tòa lan đạo tạc là tổ chức lâu đời căn cơ sâu đến đâu sợ khó ai biết hết tin tức các gia tộc biết được chưa chắc đã là sự thật tòa lan đạo tạc đã sống sót trong thông đạo nhiều năm như thế sao có thể chỉ có tiếng mà không có miếng hơn nữa gần đây trong thương cổ thành truyền ra một tin đồn nói rằng người năm xưa bị đau chặt đi một cánh tay cũng không phải là thủ lĩnh thật sự của toa lan đạo tặc tuy nàng được gọi là toa lan nhưng thực tế nàng chỉ là thiếu chủ hiện thời của toa lan đạo tặc đời thủ lĩnh nào của toa lan đạo tặc cũng được gọi là toa lan thủ lĩnh toa lan đạo tặc đời này là một thái thượng là một tu sĩ vô cùng khủng bố tin đồn này dường như là có người cố tình truyền ra trong thời gian rất ngắn đã lan rộng thương cổ thành không cần lo lắng bọn họ cố tình dọa nạt bên ngoài thôi linh thông thượng nhân rất bình tĩnh đối với chuyện này cho dù thật sự có thái thượng ở đó thì sao người khác không biết nhưng y biết y cũng là thái thượng hơn nữa tu sĩ đạt đến cảnh giới thâm sâu như linh thông thượng nhân cơ bản không sợ đối thủ cùng cảnh giới có lẽ khi thể hiện cảnh giới thật của bản thân sẽ xuất hiện tin đồn không hay nhưng không sao cả cổ băng băng đã sắp đặt cho y thân phận cực kỳ hoàn hảo thân phận này không có quan hệ nào tới sở thanh mặc thậm chí qua trận chiến này y còn có thể thoát khỏi cái tên sở thanh mặc trở thành một tu sĩ mạnh mẽ vô cùng mà vẫn có được sự ảnh hưởng đối với liên minh tinh anh trở thành đại ca chân chính đến lúc đó dù bọn hầu tử lạc phi hồng sở sở và cổ băng băng phát hiện ra y không phải sở thanh mạc cũng không thể làm gì y nữa thậm chí bọn họ còn phải chủ động cùng y che giấu sự thật này nếu không liên minh tinh anh sẽ phải sụp đổ hoàn toàn khi đó dù là ai cũng không có lợi cổ băng băng gật đầu nhìn linh thông thượng nhân nói đợi chín ngày nữa khi đó mọi người đều đã vào vị trí sẵn sàng, lúc đó chúng ta phát động tấn công, nhưng huynh không thể đi được. Linh Thông Thượng Nhân gật đầu, nhìn Cổ Băng Băng nói có thâm ý. Đến thời khắc quyết định ta sẽ ra tay, Cổ Băng Băng có chút vội vã, nói: "Không thể được, tuyệt đối không thể, thân phận của huynh không thể bị bại lộ." Nói xong, Cổ Băng Băng mím nhẹ môi, nhìn Linh Thông Thượng Nhân. "Tuy ta không biết rõ chuyện gì đã xảy đến với huynh năm đó, nhưng Sở Thanh Mặc" ta không muốn huynh gặp chuyện không may, linh thông thượng nhân có vẻ cảm động, khẽ gật gật. Được, cô yên tâm. Chín ngày sau, số lượng lớn tu sĩ từ thương cổ thành bay ra ngoài, số lượng phải đến mấy vạn, ùn ùn chém giết về hướng toa lan đạo tặc. Những tu sĩ này đều là tinh anh trong tinh anh của liên minh tinh anh, dù là ai cũng có chiến lực khá mạnh mẽ. Sức mạnh mạnh mẽ thế này, dù vây đánh thế lực nào cũng đều sẽ gây tổn thương nặng nề. Hang ổ của toa lan đạo tặc rất yên tĩnh, Dường như không có dấu hiệu nào báo hiệu một cuộc chiến sắp diễn ra, nhưng trong khoảnh khắc mấy vạn tu sĩ từ Thương Cổ thành tới nơi, một khí tức kinh khủng bao phủ vạn rằm, tạo nên một cơn bão kinh người, quần cuộn hướng tới tu sĩ trong Liên Minh Tinh Anh. Âm, uhm. tại trận đã có mấy trăm người phun máu, ngã xuống từ trên bầu trời, sau đó, một âm thanh vô cùng lạnh lẽo vang lên từ hang ổ của toa Lan đạo tặc. Hỡi người trong Liên Minh Tinh Anh, mau cút về, bổn tọa không muốn giết nhiều người, nếu không biết thức thời, bổn tọa sẽ giết sạch toàn bộ các người thái thượng quả nhiên là toa lan đạo tặc có thái thượng hơn nữa ra tay không hề đắn đo dù không trực tiếp ra tay đánh chết tu sĩ của liên minh tinh anh nhưng chỉ cần như vậy cũng đủ để làm tất cả mọi người khiếp sợ bên phía liên minh tinh anh những đệ tử dòng chính của cổ tộc đang dẫn đầu cũng bị chấn động dưới suy nghĩ của họ dù toa lan đạo tặc có thái thượng cũng không thể ra tay khinh địch đến thế chứ cảnh giới thái thượng không phải xưa nay đều quy ẩn trong nội môn hay sao bên tòa lan đạo tạc không hề có một ai khác lộ mặt chỉ một thái thượng phô diễn ra sức mạnh của hắn ta mà đã đủ khiến đám tu sĩ liên minh tinh anh khiếp sợ họ nghĩ nếu chỉ rút lui nhục nhã như vậy thì cũng quá vô dụng rồi đã chuẩn bị lâu như thế triệu tập nhiều người như thế vốn muốn tôi luyện thông qua chiến trận vui vẻ nhẹ nhàng cũng để tuyên bố cho thế giới rằng liên minh tinh anh đã nổi dậy một trận chiến cực kỳ quan trọng toàn bộ tu sĩ liên minh tinh anh đều cảm thấy nặng nề nhưng một đòn phủ đầu này làm bọn họ trở nên choáng váng mọi người chố mắt nhìn nhau, lòng nghĩ, thế thì đánh thế nào nữa, thái thượng còn ở đó giống như cánh cửa thép vững chắc chặn bọn họ lại, tu sĩ tổ cảnh mà liều lĩnh xông lên chắc chắn thương vong nghiêm trọng. Đây không phải kết quả mà liên minh tinh anh mong muốn. Họ muốn luyện binh, muốn giao oai, cũng không muốn chiến đấu quyết sinh tử. Một đệ tử cổ tộc cũng là một tướng quân của liên minh tinh anh cả giận nói. Bọn người toa lan đạo tạc các người nhút nhát đến mức không dám đi ra đánh một trận sao. Tên kia, chưa nói nhảm, có bổn tòa ở đây đủ để giải quyết vạn mã thiên quân các ngươi rồi. Trong âm thanh lạnh lẽo kia mang theo ý giễu cợt. Tâm tư thì xấu xa, đừng có ra vẻ cao thượng như thế, nếu có một đội quân lớn như các ngươi bây giờ vây đánh cổ tộc của các ngươi, cổ tộc các ngươi sẽ phản ứng thế nào? Chẳng lẽ cũng phải đội quân lớn y như thế đánh trận sao? Ha, ngây thơ. Tên tướng quân Liên Minh Tinh anh này giận dữ, nhưng trong lòng thì đã hơi có cảm giác á khổ không nói nên lời, không biết nói cái gì chấp hải. Tất cả tướng quân của Liên Minh Tinh anh bao gồm những tu sĩ kia đều nhìn về phía cổ băng băng thân là phó minh chủ của liên minh tinh anh cổ băng băng lúc này cần phải có quyết định ứng phó bên tòa lan đạo tặc chắc chắn không chính diện đánh nhau chỉ một thái thượng ngoài ra không có người nào ra ý muốn làm nhục đám người liên minh tinh anh muốn cho họ biết khó mà lui nếu đánh nhau thật đại quân mấy vạn tu sĩ tổ cảnh bên này chưa chắc đã không trọi lại được một tên thái thượng nhưng nếu vậy chắc chắn chỉ có một kết quả cả hai cùng thiệt hại dù là ai cũng không có lợi lúc này một âm thanh thanh thúy của một cô gái từ bên toa lan đạo tạc vang lên, mang theo ý rượu cợt. Muốn dùng chúng ta để luyện binh, muốn dùng chúng ta để giao ai thiên hạ, cổ băng băng ơi là cổ băng băng, đã trăm năm rồi, ta còn nghĩ ngươi sẽ thông minh hơn, ngươi thật sự để ta thất vọng rồi, năm xưa khi ngươi vừa tới thương cổ thành cũng không kém cỏi như bây giờ, phí công ta vẫn rất coi trọng ngươi, đánh giá ngươi rất cao, các ngươi chẳng lẽ nghĩ ai cũng ngu si như các ngươi sao. Toa lan, cổ băng băng thoáng cái liền nhận ra, giọng nói này là của Toa Lan. Cùng lúc, sắc mặt nàng cũng biến đổi liên tục, lúc trắng lúc đỏ, suy nghĩ bị người ta nhìn thấu, lại còn dùng cách này để nói ra, người nói người ta vô lại cũng được, vô sỉ cũng chẳng sao, người ta vẫn sẽ làm vậy. Hơn nữa, người ta tại sao phải làm theo dự tính của các ngươi chấp nhận thất bại lớn chỉ để giúp liên minh tinh anh các ngươi giao ai thiên hạ. Thật ngây thơ đến mức khiến người ta phải cười nhạo. Chẳng lẽ cứ thế mà rút lui, thật là đầu voi đôi chuột, quá nhục nhã mà. Lúc này, ở bên toa lan đạo tặc, âm thanh của toa lan lại vang lên đầy lạnh lẽo Người năm xưa chặt một cánh tay của ta đâu, mau lan ra đây, hắn không phải rất lợi hại sao, mau ra đây đánh với thái thượng của chúng ta một trận. Lần này cổ băng băng cuối cùng cũng hiểu vì sao toa lan đạo tặc có thể tồn tại trong thông đạo nhiều năm như thế, mà còn sống dễ chịu tới thế. Người ta trước giờ hóa ra toàn trực tiếp đẩy thái thượng ra chắn, dùng thái thượng đè bẹp quân đội địch cũng đủ đối phó với bao nhiêu đại quân rồi, có bao giờ chính diện đối đầu đạt đến cảnh giới thái thượng rồi có ai không tức danh dự có ai sẽ để quân dưới chứng mình quyết chiến sinh tử cho nên đối với toa lan đạo tặc có người như thế chính là một viên thuốc an thần dù là kẻ địch nào cũng chơi tất cổ băng băng cả giận nói toa lan có bản lĩnh thì tự đứng ra mà thách đấu với hắn nói như người ai chẳng nói được toa lan lạnh lão nói cổ băng băng việc ngươi làm hôm nay đã hoàn toàn chọc giận toa lan đạo tặc chúng ta liên minh tinh anh các ngươi nữa các ngươi nghe cho kỹ từ nay về sau các ngươi chính là kẻ địch lớn nhất của Tòa Lan đạo tặc ta, cẩn thận đấy, ngày hôm nay hoặc nhóm các ngươi cùng nhau xông lên, đánh cuộc một lần xem có thể đánh bại thái thượng duy nhất của chúng ta hay không, cũng có cơ hội đấy chứ, sau đó lại gọi thêm người tới, có khi Tòa Lan đạo tặc chúng ta lại bị tiêu diệt, như thế thì Liên Minh Tinh Anh các ngươi sẽ tỏa sáng trong cả thông đạo rồi. Phó Minh chủ, giết sạch chúng đi. Một tên tướng quân của Liên Minh Tinh Anh mang thân phận của tộc dòng chính nói, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, vẻ mặt kiên quyết không lui. Phó Minh Chủ, đánh, không cần do dự nữa. Phó Minh Chủ, mau ra lệnh, chúng ta nóng máu lắm rồi. Phó Minh Chủ, mau ra lệnh đi. Có lẽ Toa Lan rất giỏi trong việc châm biếm người khác, dễ dàng khiến đám người này nổi giận. Bọn họ trước giờ chưa bao giờ thiếu sự khát máu và lòng can đảm. Bên kia, trong hang ổ Toa Lan đạo tạc, Toa Lan cười nhạt, khóe miệng chứa đựng vẻ khinh thường. À cố tình chọc giận bọn người kia, vì Toa Lan đạo tạc không chỉ có một vị thái thượng, mà là hai vị hai vị thái thượng này một người là thủ lĩnh đời trước một người là thủ lĩnh đương nhiệm đạt đến cảnh giới thái thượng ai cũng có bí mật của mình không ai có thể biết được giữa các tu sĩ cùng cảnh giới ít khi họ có thể phát hiện ra sự tồn tại của nhau hơn nữa toa lan đạo tặc tuy tiếng tăm rất nổi nhưng bọn họ làm việc quá thông minh chưa bao giờ thật sự làm các cổ tộc lớn mạnh tức giận cũng không để những người mạnh bậc nhất lộ mặt lại càng không bao giờ ly tàn sát hàng loạt người dân trong thành chuyện đẫm máu như thế sẽ khiến người người căm ghét giống như lần trước ở thương cổ thành vậy những thành viên của toa lan đạo tặc hôm đó chiếm lợi bẩn thỉu khi trở về đều bị chém sạch xanh dưới đó bọn họ sẽ không bao giờ vượt qua cho nên toa lan đạo tặc thật ra rất mạnh mẽ dù không bằng được các cổ tộc kia nhưng cũng không phải là hạng ai cũng có thể trêu vào liên minh tinh anh chọn toa lan đạo tặc làm cái bia ngắm thật ra có hơi ngu xuẩn thật ra sở sở thân là minh chủ cũng không tán thành nhưng thông tin truyền tới đã nói rằng các ca nàng và cổ băng băng đều đã đồng ý tuy sở sở còn rất nhiều câu hỏi nhưng cũng không tiện mở miệng phản đối nữa. Cổ băng băng hơi do dự, nàng rất hiểu, nếu hôm nay nàng gật đầu, một trận chiến đẫm máu sẽ diễn ra, cứ cho là họ có thể làm toa lan đạo tạc tổn thương nặng nề, thậm chí không phục hồi lại nổi, nhưng đối với Liên minh tinh anh cũng rất khó nhằn, phải chịu một đà kích rất lớn, đúng lúc này, trên không phía xa truyền đến một âm thanh nhàn nhạt, nhạt. Có người nhớ tới ta sao? Ta tới rồi đây! Cổ băng băng vội ngoảnh lại, ánh mắt có vẻ lo lắng vô cùng nàng không thể tưởng được sở thanh mặc lại xuất hiện lúc gay go này nhưng trên mặt nàng lại có vẻ không tin nổi vì uy áp trên người sở thanh mặc rất mạnh mẽ mạnh mẽ đến không ngờ khí tức này sức mạnh này đây là thái thượng cổ băng băng trợn tròn mắt con cháu dòng chính ở cổ tộc bên trong liên minh tinh anh cũng trợn tròn mắt mấy vạn tu sĩ tổ cảnh trong liên minh tinh anh cũng đều trợn tròn mắt sở thanh mặc vì sao đã bước vào cảnh giới thái thượng cổ băng băng trợn mắt há hốc mồm trong lòng hoàn toàn không thể tin được điều này lại là sự thực. Con cháu dòng chính ở cổ tộc và mấy vạn tổ cảnh đại quân trong liên minh này lại há hốc mồm cùng với vô cùng chấn động và kinh hỉ, vì họ lại có thái thượng, y là ai vậy? Lẽ nào chính là đại ca thần bí kia? Tại thời khắc này, danh vọng của linh thông thượng nhân trong nháy mắt đạt đến một trạng thái cao nhất. Y lựa chọn thời cơ xuất hiện quá vi diệu, tại thời khắc tất cả mọi người đều tuyệt vọng, tại thời khắc tất cả mọi người quyết định dù liều mạng cũng phải cùng toa lan đạo tặc nhất quyết tử chiến. Linh thông thượng nhân xuất hiện, Toàn thân tản ra khí tức của cảnh giới Thái thượng, đây đối với tất cả mọi người bên trong liên minh tinh anh, thậm chí bao gồm cả Cổ Băng Băng đã tạo thành sự chấn động. Đúng là quá lớn, trừ điều đó ra, y ở bất kỳ thời gian nào thì hiện ra cảnh giới của bản thân cũng không hữu dụng bằng giờ phút này. Những người xuất thân là con cháu trong cổ tộc có người nào chưa từng thấy Thái thượng, ngày bình thường bọn họ nhìn thấy những lão tổ đạt cảnh giới Thái thượng sẽ kích động như vậy sao, sẽ hưng phấn như vậy sao, sẽ giống như bây giờ, xúc động đến lệ rơi đầy mặt sao? sẽ ở sâu trong nội tâm đối với vị đại ca thần bí trong truyền thuyết lập tức sinh ra vô tận cảm kích sao? Sẽ không, đương nhiên sẽ không, tuyệt đối sẽ không có khả năng. Tại thời khắc này, tâm tình của Cổ Băng Băng bỗng nhiên lạnh lẽo, nàng lập tức nhớ tới vài ngày trước nhận được một chút tin tức bên phía sở sở truyền đến, lúc ấy nhìn vào không có bất kỳ cảm giác gì, nhưng bây giờ nghĩ đến lại làm cho Cổ Băng Băng có cảm giác mồ hôi lạnh chảy dòng dòng. Phong mật thư kia chỉ có phó minh chủ cùng với thành viên có cấp bậc cao trong Liên Minh Tinh Anh xem mới có thể hiểu kỳ thật hiện tại toàn bộ liên minh tinh anh cũng chỉ có hai vị phó minh chủ một người là cổ băng băng một người là lạc phi hồng ngôn ngữ được sử dụng trên mật thư là ám hiệu giữa ba người bên trong mật thư kia sở sở nhắc nhở cổ băng băng đối với người bên cạnh nên cẩn thận một chút lúc ấy cổ băng băng cũng không để ý lắm nguyên nhân là tất cả mọi người bên cạnh nàng đều là người tuyệt đối có thể tín nhiệm nhưng có thể làm cho sở sở trịnh trọng gửi đến mật thư như vậy cũng có thể nói sở sở nhất định nắm giữ một chút tin tức nàng không biết vậy sở sở vì cái gì lại không nói rõ lúc ấy cổ băng băng thậm chí đặt ánh mắt hoài nghi lên trên người hầu tử nguyên nhân là những năm này chỉ có một mình hầu tử sau khi trở về lại lặng yên biến mất nàng hoàn toàn không nghĩ tới người mà sở sở nhắc nhở nàng cẩn thận lại sẽ là sở thanh mặc không người này không có thể nào là sở thanh mặc nghĩ vậy cổ băng băng trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo nàng nhìn thân ảnh tàn ra khí tức đại đạo thuộc về cảnh giới thái thượng đó phóng thẳng tới phía trước sau đó toàn bộ đại quân liên minh tinh anh bắt đầu hoan hô rầm rộ đến chấn động cả bầu trời thanh âm này đơn giản là kinh thiên động địa dung chuyển mây xanh trong lòng của cổ băng băng lạnh như băng người này nhiều năm như vậy sử dụng trăm phương ngàn kế hóa ra mục đích thực sự của y lại là liên minh tinh anh y cũng không phải là sở thanh mặc bởi vì tâm tư của sở thanh mặc cơ bản không đạt được tổ chức này bằng không năm đó cũng không vui vẻ giao chuyện này cho sở sở cùng với nàng nói chi sở thanh mặc mặc dù được xem như một thiên tài tu luyện nhưng căn bản cũng không có khả năng trong thời gian 100 năm ngắn ngủi từ tổ cảnh đột phá đến thái thượng. Điều này quá nghịch thiên rồi, thậm chí cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy sở thanh bạc nghiêm túc tu luyện. Cổ băng băng nhớ tới sở thanh mặc từng đề xuất để chính mình tiến đánh tòa lan đạo tạc, nhớ tới trước khi xuất phát sở thanh bạc nói những người kia, nàng vớt cuộc đã hiểu, nàng bị người này lợi dụng một cách triệt để rồi. Người này 89 phần 10 là tên giả mạo, nhất định ID sớm biết bên phía tòa lan đạo tạc có tu sĩ cảnh giới thái thượng, cũng nhất định đã sớm tính toán đối phương có thể sẽ chống cự liên minh tinh anh sau đó ở thời điểm sĩ khí của liên minh tinh anh thấp nhất y xuất hiện xuất hiện với ánh sáng tỏa ra khắp người thật sự là tâm kế hay thật sự là giỏi tính toán thật sự là lòng dạ thâm sâu thực sự là lợi hại nhìn thân ảnh kia thậm chí không quay đầu liến nào một cái bỗng nhiên cổ băng băng có cảm giác bất lực giờ này khắc này nàng có thể vạch trần y sao làm sao vạch trần nói y không phải sở thanh mặc toàn bộ liên minh tinh anh, mọi người đều nhận ra người đó là đại ca thần bí, sở thanh mặc là ai, cho nên, coi như giờ phút này cổ băng băng có thể liều lĩnh đi vạch trần tên giả mạo này. Nhưng người ta chỉ cần mấy câu nói là có thể đẩy lưu được nàng, thậm chí có thể làm cho nàng lâm vào tình trạng á khẩu không trả lời được. Người này, qua trăm năm, nhìn như cái gì cũng không làm, nhưng lại có thể làm lực ảnh hưởng của bản thân dung nhập hoàn toàn vào liên minh tinh anh, bởi vì y là sở thanh mặc, cho nên, cho dù là cổ băng băng hay là sở sở, hai nữ nhân thông minh tuyệt đỉnh cơ bản là không chút phòng bị nào ngày hôm nay y thông qua thủ đoạn này để đẩy danh vọng của mình lên một mức độ cao đến không thể tưởng từ ngày hôm nay về sau địa vị của người này ở trong liên minh tinh anh đã không người nào có thể dung chuyển trong mắt cổ băng băng có sự đau thương cùng chấn động mãnh liệt không nghĩ tới các nàng nỗ lực nhiều năm như vậy để gây dựng liên minh tinh anh kết quả lại là làm quà cho một người ngay cả thân phận cũng không biết không thân phận của người này vẫn có thể tìm ra được trình độ thông minh của cổ băng băng cũng không kém sở sở, cho nên sở sở có thể lập tức đoán được chuyện này, cổ băng băng càng có thể đoán được. Chớ nói chi là lúc trước tin tức liên quan tới Tú Thủy Sơn Trang là nàng cung cấp cho sở thanh mặc, một khi nghĩ đến chuyện này, cổ băng băng được nhiên lại vô cùng hối hận. Lúc này, sở thanh mặc đã đi tới hang ổ của Toa Lan, một chàng vực vô cùng mãnh liệt từ trên người y tỏa ra áp chế chàng vực của đối phương, cứ như vậy, từng bước một, đi tới hang ổ của Toa Lan. Toa Lan, nghe nói ngươi nhớ ta, ta tới rồi, ở nơi này của các ngươi, ai muốn cùng ta chiến đấu, toàn bộ hang ổ của toa lan đạo tặc hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay cả chàng vượt thuộc về cảnh giới Thái Thượng Dương như cũng lập tức trở nên yếu đi rất nhiều. Chỉ có điều, vào lúc này một chàng vượt khác cũng cảnh giới Thái Thượng từ phương xa phát ra một thanh âm rét lạnh, truyền đến. Đạo hữu, muốn đánh một trận sao, hai vị. Lần này, đừng nói là nhóm người cổ băng băng bị chấn động đến trợn mắt há hốc mồm, ngay cả linh thông thượng nhân cũng giật nảy mình y không phải muốn điều đó. Y hoàn toàn không nghĩ tới, cũng không suy diễn ra nơi này của toa lan đạo tạc lại có hai thái thượng, đúng là gặp quỷ rồi. Y muốn lấy phương thức này để ra sân nâng cao danh vọng của y trong liên minh tinh anh, sau đó, ngăn được tu sĩ thái thượng bên phía toa lan đạo tạc, làm cho các thành viên của liên minh tinh anh sau khi nhận hết sự đè nén cùng nhục nhã sẽ thoải mái đi tàn sát ổ cường đạo này. Đây mới là việc y muốn làm, nhưng bây giờ, bên phía toa lan đạo tạc thế mà có thể xuất hiện hai thái thượng. Lại nói, lấy sự kiêu ngạo của linh thông thượng nhân cho dù có hai thái thượng y cũng không sợ nhưng mà một khi liều mạng đánh một trận y khẳng định sẽ bị thương thậm chí phải chịu vết thương hết sức nghiêm trọng điều này khác với kế hoạch lúc trước không đánh mà thắng không ra một chiêu đã làm danh vọng của bản thân y đạt tới đỉnh cao nhất nhất là bên phía toa lan đạo tặc nếu có thể xuất hiện thêm một thái thượng thứ hai như vậy người thứ ba có thể sẽ xuất hiện hay không từ xưa tới nay linh thông thượng nhân hiểu rõ thông đạo này có thể nói không ai bằng cho dù là những cổ tộc nắm giữ vô cùng vô tận tin tức tình báo đều chưa chắc có thể biết được nhiều bí mật như y y có thể nắm giữ và hiểu rõ hầu như tất cả những bí mật của các cổ tộc đối với toa lan đạo tặc loại thế lực nhỏ như này thì linh thông thượng nhân chưa hề thật sự để bọn chúng vào mắt y thấy thế lực nhỏ này có thể còn sống sót chỉ dựa vào mưu lợi mà thôi tựa như một con ruồi nếu như không làm cho người ta ghét thì cũng không có quá nhiều người sẽ đuổi theo đánh nó khắp nơi ai từng nghĩ ở trong mắt y chỉ là một thế lực nhỏ một con ruồi nhỏ lại xuất hiện hai thái thượng ngay lúc linh thông thượng nhân đang trầm mặc thì tu sĩ lúc trước cảnh giới thái thượng lại lạnh lùng nói ta nghĩ y muốn tới bắt nạt chúng ta muốn ngăn cản ta sau đó dùng mấy vạn đại quân tinh nhuệ hoàn toàn san bằng toa lan đạo tặc chủ ý này vừa tốt lại tinh diệu nhường nào chứ ta vô cùng bội phục cho nên sư tôn chuyện này không có gì đáng nói mà chúng ta hai sư đồ liên thủ lại giết chết y ừm đồ như phân tích có lý thái thượng vừa xuất hiện lúc sau trả lời một câu sau đó tử tốn nói. Tới đi, đạo hữu, nếu đã tới cũng đừng có nhăn nhăn nó nhó, chúng ta nhất quyết tử chiến đi. Giờ phút này, linh thông thượng nhân giống với cổ băng băng lúc trước, đều tiến thối lưỡng nan. Nếu y xoay người rời đi, như vậy công sức bố trí sắp xếp vô số năm đương nhiên sẽ thất bại trong găng tấc. Nếu ngang nhiên ứng chiến, như vậy bản thân sẽ chịu trọng thương, không thể nào tránh né. Dường như trong nháy mắt, linh thông thượng nhân đã quyết định, y từ tốn nói. Đánh thì đánh, chỉ có điều, vừa mới nói xong câu đó sắc mặt của linh thông thượng nhân bỗng nhiên đại biến thất thanh nói cái này làm sao có thể bên trong hang ổ của toa lan đạo tặc bỗng nhiên xuất hiện hai bóng người nhưng bọn họ không phóng tới linh thông thượng nhân mà là bay thẳng lên trời cao nhìn về một hướng khác trên mặt cũng xuất hiện vẻ khiếp sợ phía mà bọn họ nhìn qua cũng cùng phía với vị trí mà linh thông thượng nhân đang đứng trong thông đạo này cổ băng băng cùng tất cả mọi người không ai cảm nhận được bất kỳ chỗ dị thường nào nhưng nhìn phản ứng của những người đó cũng có thể cảm nhận được dường như sẽ phát sinh một chuyện lớn tất cả mọi người nhìn hơn nửa ngày rốt cục mới nhìn thấy một thân ảnh mặc đạo bào màu xanh tóc bạc trắng phiêu nhiên như tên bước từng bước một từ vị trí đó đi tới cổ băng băng sợ ngây người trong mắt của nàng hiện lên sự kinh hoàng thất thanh nói sở làm sao có thể là huynh người tới là giật thanh mặc những con cháu cổ tộc trong liên minh tinh anh cùng đại quân gồm mấy vạn tu sĩ tổ cảnh cũng trợn tròn mắt bọn họ trợn mắt há hốc mồm nhìn người kia đang đi tới sau đó nhìn lại người vừa mới làm cho trong lòng của bọn họ dâng lên cảm giác dùng bái đến tột đỉnh giống nhau như đúc hai người này giống như huynh đệ song sinh nhìn qua không có bất kỳ điểm nào khác nhau chuyện này rốt cuộc là như thế nào xảy ra chuyện gì sở thanh mặc từng bước một đi tới nhìn thấy cổ băng băng trên mặt tràn đầy rung động hắn nở một nụ cười nhàn nhạt, nhạt lập tức cổ băng băng rơi lệ đây mới là sở thanh mặc đúng vậy Trước đó, khi chưa nhìn thấy sở thanh mặc thì cảm giác linh thông thượng nhân là sở thanh mặc, chàng vực, khí tức, thậm chí đạo vận trên người đều không có bất kỳ chỗ nào không phải, tướng mạo cùng thanh âm càng giống nhau như đúc, không có ai hoài nghi. Nhưng một khác khi nhìn thấy sở thanh mặc thật xuất hiện trước mặt, cổ băng băng đã nhận ra sở thanh mặc thật, nàng có thể tuyệt đối xác định, hiện tại người ở trước mặt này mới thật sự là sở thanh mặc. Từ biệt mấy năm, khí vận trên người hắn lại khác biệt rất lớn so với trước đây. Đúng vậy, đây mới là thay đổi vốn có cùng một thiên tài tu luyện chân chính, mà không phải giống tên đã giả mạo sở thanh mặc, hơn 100 năm không có bất kỳ thay đổi nào, đó là bởi vì đạo của y đã sớm thành hình nên cơ bản sẽ không có bất kỳ sự thay đổi nào nữa, nhưng sở thanh mặc lại không giống như vậy, hắn vẫn luôn có tốc độ tăng lên rất cao, hơn 100 năm qua, hắn làm sao có thể không có một chút xíu thay đổi nào. Ta thật là ngu, cổ băng băng hai mắt đẫm lệ mông luôn nhìn sở thanh mặc vào oán giận chính mình, rõ ràng sớm phát hiện được chỗ bất thường vì sao lại không phát hiện ra đây không phải ngu ngốc thì là gì cổ băng băng hít sâu một hơi trên mặt nở nụ cười sán lạn với sở thanh mặc lúc này sở thanh mặc chạy tới trước mặt linh thông thượng nhân sắc mặt của linh thông thượng nhân lúc trắng lúc xanh y hoàn toàn không nghĩ tới sở thanh mặc có thể trốn thoát ra khỏi pháp trận kia được thậm chí đến bây giờ y cũng không nghĩ ra được làm sao sở thanh mặc thoát ra ngoài nhưng chuyện này đã không còn quan trọng nữa sở thanh mặc đã trở về rồi hơn nữa khí chàng của hắn đã hoàn toàn không thua kém bất kỳ một thái thượng nào cả. Trong mắt linh thông thượng nhân có thần quang lóe lên, y không thể nhìn thấu cảnh giới cùng cấp độ bây giờ của sở thanh mặc. Điều này sao có thể được, cho dù sở thanh mặc thật sự bước vào cảnh giới thái thượng cũng không thể làm cho y nhìn không thấu hắn như thế chứ. Bên này, linh thông thượng nhân khiếp sợ cùng chấn động, thì trong lòng hai tên tu sĩ thái thượng của toa lan đạo tặc ở phía đối diện lại hoàn toàn lạnh lão Chàng vực trên người người thanh niên vừa tới này làm bọn họ không cách nào nhìn thấu, nhưng có thể xác định chiến lược của hắn tuyệt đối không thua huynh đệ song sinh của hắn. Đúng vậy, ở trong mắt hai tên tu sĩ thái thượng phía toa lan đạo tặc thì hai người đối diện kia rõ ràng là một đôi huynh đệ song sinh. Cái người đến sau lại làm bọn họ càng thêm kiêng kỵ, bởi vì bọn họ dường như có thể cảm nhận được khí tràng sắc bén đến cực hạn từ trên người hắn. Loại khí tràng này là loại mà tu sĩ thân kinh bách chiến chân chính mới có. Quá rõ ràng rồi, vốn là tình thế hai trọi một, trong chớp mắt liền biến thành hai đấu hai ưu thế bên phía toa lan đạo tặc không còn sót lại chút nào bên phía liên minh tinh anh mặc dù đều khiếp sợ nhưng bọn họ cũng không có gì lo lắng ngược lại còn hơi hưng phấn lúc này bọn họ mới hiểu rõ hóa ra đại ca trong lòng bọn họ không phải một người mà là hai người sở thanh mặc cười hít mắt nhìn linh thông thượng nhân không có ý vạch trần y nói những năm này ông vất vả rồi trong lòng linh thông thượng nhân hừ một tiếng bình tĩnh nhìn sở thanh mặc sở thanh mặc lại quay đầu nhìn hai tên toa lan đạo tặc cảnh giới thái thượng từ tốn nói không phải muốn đánh sao, hai đấu hay, rất tốt, ai đến đánh với ta một trận đây. Ta đến. Tên Toa Lan đạo tặc cảnh giới thái thượng lúc trước đã phóng ra chàng vực trầm giọng nói rồi bay thẳng lên trời cao. Linh thông thượng nhân nhìn bóng lưng của sở thanh mặc, có vẻ cân nhắc, chỉ có điều, trên mặt y lập tức hơi cười cười, nhìn tên Toa Lan đạo tặc cảnh giới thái thượng đó, từ tố nói. Đạo hữu, đến đấu. Tên Toa Lan đạo tặc thái thượng lão tổ đó, trong mắt có vẻ bất đắc dĩ, trầm giọng nói người muốn chiến thì chiến nhưng trước khi phân thắng bại ta không hy vọng nhìn thấy phía dưới máu chảy thành sông lần này linh thông thượng nhân chuyển ánh mắt về phía cổ băng băng ánh mắt của y hơi kỳ quái như đang trưng cầu ý kiến cũng rất có ý tứ có thể nói ánh mắt này của y tương đương với việc cho cổ băng băng mặt mũi rất lớn dựa vào danh vọng mà y vừa mới có được cùng với cảnh giới thái thượng của y cho dù tự quyết định thì những người trong liên minh tinh anh cũng không có bất cứ mâu thuẫn nào cổ băng băng ít nhiều hiểu ra nguyên nhân khi sở thanh mặc trở về lại không vạch mặt mà chấp nhận sự tồn tại của linh thông thượng em nhân thậm chí làm người khác cảm giác hắn chấp nhận chuyện bọn hắn là huynh đệ song sinh linh thông thượng nhân cũng không có ý vạch mặt thậm chí thông qua phương thức này để biểu đạt thiện ý được rồi có chuyện gì kết thúc trận chiến này rồi nói sao trong lòng cổ băng băng thở dài một tiếng sau đó phấn chấn tinh thần nhìn tên toa lan đạo tặc cảnh giới thái thượng từ tốn nói nể tình ban đầu hai thái thượng các người không đại khai sát dưới chúng ta chúng ta sẽ không công kích trước khi các người tỷ thí phần thắng bại chỉ có điều ta cũng có một điều kiện nói tên lão tổ cảnh giới thái thượng phía toa lan đạo tạc bình tĩnh nhìn cổ băng băng ánh mắt như giếng cổ không chút luận sóng dường như không chịu sự ảnh hưởng từ lại thế của đại quân trước mặt chúng ta cũng không mong muốn thấy cảnh sinh linh đổ thán cổ băng băng thản nhiên nói không bằng thẳng thán một chút nếu trận chiến này như các người thắng như vậy từ nay về sau liên minh tình anh giải tán nguyên nhân là ngay cả một đám cường đạo cũng đánh không lại cái liên minh này cũng không có ý nghĩa để tồn tại nữa lời này của cổ băng băng làm cho rất nhiều người đều sững sờ chỉ có điều những tên tử đệ đến từ cổ tộc rất nhanh đã nghĩ thông suốt hoàn toàn chính xác nếu như ngay cả toa lan đạo tạc cũng không có cách nào nắm bắt được vậy liên minh này cũng thật không có giá trị tồn tại cho nên mặc dù trong lòng bọn họ có chút không thoải mái nhưng lại có thể tiếp nhận được cách nói này của cổ băng băng nhưng linh thông thượng nhân lại từ trong giọng nói của cổ băng băng nghe ra được một ý khác, không khỏi thầm mắng ở trong lòng, từ nha đầu thối tha, chẳng phải lừa ngươi một trăm năm thôi sao, còn lúc này rồi, lại còn trả thù ta một lần nữa hả? Quyết định này của cổ băng băng rõ ràng là đã nhìn thấu tâm tư của linh thông thượng nhân, y muốn toàn bộ liên minh tinh anh, thông qua phương thức này buộc y phải dốc hết toàn lực đánh bại đối thủ, đồng thời, cũng là phòng ngừa trong lúc chiến đấu, linh thông thượng nhân ngáng chân sở thanh mặc. Chuyện này trời mới biết có phát sinh hay không. Trên cơ bản thì hiện tại cổ băng băng cũng không hề tín nhiệm linh thông thượng nhân. Lão tổ toa lan đạo tặc nghe vậy khẽ giật mình, trên mặt đời nụ cười khổ. Vậy nếu chúng ta thua thì từ đây về sau thế gian sẽ không có toa lan đạo tặc nữa chứ gì? Cổ băng băng gật gật đầu. Nếu các người đều thua, toa lan đạo tặc còn có ý nghĩa tồn tại sao? Điều này không công bằng, đột nhiên một bóng người từ phía dưới bay lên, chính là toa lan. Ánh mắt của nàng ta băng lãnh, nhìn cổ băng băng, đề nghị này của ngươi không công bằng. Cổ băng băng khoát khoát tay. Người lớn nói chuyện, tiểu hài tử không nên xen vào. Bởi vì lúc này, cổ băng băng đã hiểu toa lan cơ bản không phải là thủ lĩnh của toa lan đạo tặc, cũng tuyệt đối không phải là lão già đã sống lâu năm. Rõ ràng là một tiểu nha đầu cùng tuổi với nàng, trước đó lại giả thần giả quỷ lừa gạt được nàng. Cho nên thái độ của cổ băng băng đối với toa lan không có một chút thân thiện nào. Toa lan giận dữ, nói. Toa lan đạo tạc đã tồn tại ở thế gian này bao nhiêu năm tháng, há lại vì một câu của loại người như ngươi liền giải tán cổ băng băng nếu ngươi không phục thì bảo người của ngươi phóng ngựa tới ta sẽ dùng sự thật nói cho ngươi biết mấy vạn đại quân của ngươi một người cũng đừng hòng ra khỏi vùng đất này tòa la đạo tặc chúng ta cho dù chết hết cũng không chấp nhận giải tán không chấp nhận kết quả như vậy người của chúng ta vẫn còn hồn của chúng ta vẫn còn nhiệt huyết của chúng ta vẫn còn ở đó người có tư cách gì bắt cho chúng ta giải tán lời nói này của toa lan như chém đinh chặt sắt phía dưới hang ổ của toa lan lúc trước vẫn luôn trầm mặc bỗng nhiên vang lên một loạt tiếng thét gào thấu cả trời xanh người của chúng ta còn đâu hồn của chúng ta còn đây nhuyết của chúng ta còn đây chẳng qua là đánh một trận thôi chẳng qua là đánh một trận thôi chẳng qua là đánh một trận thôi huyết khí tận trời tiếng giống giận dữ rung chuyển cả vòng trời khiến thiên địa cũng phải biến sắc sắc mặt của cổ băng băng hơi khó coi nàng đã biết nàng bị toa lợi dụng vốn là nàng muốn thông qua trận chiến này của linh thông thượng nhân với đối phương sau đó không đánh mà thắng chấn áp toàn bộ toa lan đạo tạc đến khi chuyện này truyền đi nhất định sẽ làm cho danh vọng của toàn bộ liên minh tinh anh được tăng lên mạnh mẽ có hai tu sĩ thần bí cảnh giới thái thượng có thể chấn áp được toa lan đạo tạc làm liên minh tinh anh trong nháy mắt đã thành chủ đề bàn tán của toàn bộ thông đạo đến lúc đó thu hoạch lớn nhất chính là toàn bộ liên minh tinh anh là một liên minh chỉnh thể mà không phải riêng một người nào đó Cổ Băng Băng cũng có rất nhiều thủ đoạn, có thể chuyển hướng bàn luận của mọi người tới người của Liên minh Tinh Anh, nàng có năng lực này, rất nhiều nhóm cấp cao trong liên minh cũng đều có. Nhưng bên phía Toa Lan người ta cũng không ngốc, cơ bản là không chịu loại ước định này, khơi dậy huyết tính của toàn bộ các thành viên trong Toa Lan đạo tặc. Cổ Băng Băng thở dài trong lòng, nàng biết, trận đại chiến này xem ra không thể tránh khỏi, lập tức quyết định, nói: "Đã như vậy không có gì để nói nữa, tiền bối, thật đáng tiếc." Cổ Băng Băng nói rồi vung tay lên, các huynh đệ, một đám cường đạo đã hoành hành trong thông đạo này những năm tháng vô tận, người vô tội bị bọn chúng giết chết thì cốt có thể chất thành núi, tài nguyên bị bọn chúng cướp đi, cũng không biết bao nhiêu. Ngày hôm nay, liên minh tinh anh của chúng ta ở chỗ đây thay trời hành đạo, tiêu diệt bọn chúng. Diệt bọn chúng. Diệt bọn chúng. Diệt bọn chúng. Cổ băng băng khơi dậy nhiệt huyết của tất cả tu sĩ trong liên minh tinh anh. Linh thông thượng nhân nhìn đối thủ của mình, bĩu môi, lựa chọn làm cường đạo cũng đừng trách có người thay trời hành đạo tới đi đạo hữu để ta nhìn cho kỹ ngươi có tư cách gì có thể đánh với ta tên toa lan đạo tặc cảnh giới thái thượng lão tổ đóng ngửa mặt lên trời thở dài sau đó từ tốn nói đã như vậy thì đánh đi không có gì đáng nói nữa toa lan đạo tặc nếu có thể tồn tại nhiều năm như vậy cũng không thể mặc cho người ta ức hiếp làm thịt ầm ầm lúc này trong vòng trời truyền đến một trận rung động kinh thiên động địa một mảng lớn trên bầu trời đổ sụp xuống đủ loại pháp tắc hỗn loạn bay tứ tán. Bên kia Sở Thanh Mặc cùng tên tu sĩ thái thượng khác đã giao thủ. Giữa các tu sĩ đạt cảnh giới này, khi chiến đấu sẽ làm kinh thiên động địa, dù cho là ở thông đạo có đại đạo pháp tắc thì vẫn có thể làm chấn động cả bầu trời. Tên thái thượng cùng Sở Thanh Mặc đối chiến có khí thế làm toàn bộ bầu trời đều rung động theo, trong thân thể của gã cũng phát ra ánh sáng vô cùng. Thái thượng, đủ loại đại đạo vô cùng manh mông bao phủ cả trời đất. Song phương giao chiến ở chỗ này lại ảnh hưởng đến cả phía vô tận xa xôi cả thông đạo không biết có bao nhiêu năm chưa từng có cuộc chiến đấu nào ở cấp bậc này rồi. Song phương tiện tay ra một chiêu cũng có thể đánh nát cả một khu vực. Mặc dù đều bay đến 9 tầng trời nhưng khí tức trong lúc hai bên chiến đấu lại vẫn chấn áp cả vùng thông đạo và những đại vực ở phía xa vô tận. Chỉ trong phút chốc, không biết có bao nhiêu sinh linh khó mà có thể động đậy một cái, thậm chí ngay cả thở dốc cũng trở nên hơi lao lực. Chỉ có điều thân ảnh của hai bên cách thông đạo càng ngày càng xa, không ngừng bay về phía trên vòng trời. Ở phía trên cùng, nơi đó tồn tại không biết bao nhiêu kết giới dày cả vạn dặm. Nhưng dưới sự chấn động trong lúc chiến đấu của hai người, kết giới kia cũng bắt đầu tản ra từng gợn sóng, khuếch tán dần rộng hơn. Chiến lược của Sở Thanh Mặc lại tăng lên tới mức làm người ta kiếp sợ, trong lúc hắn giơ tay nhất chân đều có vô số đại đạo vô hình đang lưu truyền. Song Phương vừa giao thủ, thủ lĩnh Toa Lan đạo tặc phía đối phương đã hiểu thanh niên tóc trắng này không phải thái thượng, nhưng chiến lược của hắn lại hoàn toàn đạt tới tiêu chuẩn cảnh giới thái thượng. Loại người như thế, trước nay Toa Lan chưa bao giờ gặp được, thậm chí trong quá khứ gã cũng chưa từng nghe nói trong lòng của gã không khỏi chấn động gã rất không cam lòng một tên tu sĩ trẻ tuổi còn chưa tới cảnh giới thái thượng vậy mà có thể cùng gã chiến đấu đến mức có thể ngang nhau về thế lực thậm chí tới một mức độ nào đó đối phương lại có thể nắm trong tay tiết tấu của cuộc chiến chèn ép gã trong khi chiến đấu trên người gã đương nhiên còn có tuyệt kỹ chưa thi triển ra nhưng đối phương chẳng nhẽ không có hay sao toà Lan nổi giận gầm lên một tiếng ra chiều trước phía sau gã có tiếng lanh lành kinh thiên động địa một cây trường kích thanh đồng tàn ra đạo vẫn vô hạn cùng với một khí tức cực kỳ sắc bén bắn về phía sở thanh mặc một kích này quả thực muốn hủy diệt cả bầu trời nơi này thanh trường kích thanh đồng này vô cùng nặng những chỗ nó đi qua đều sụp đổ ầm ầm mang theo một lực lượng thời gian mạnh mẽ đâm thẳng về phía sở thanh mặc bầu trời dường như bị ngưng lại chỉ còn lại cây trường kích này xung quanh thân thể của sở thanh mặc lực thời gian cũng vô cùng vô tận người trẻ tuổi người vẫn chưa bước vào đến cảnh giới này cấp độ của vạn đạo quy nhất ngươi không hiểu. Tên thủ lĩnh Toa Lan đạo tạc hiện nay truyền đến một đạo thần niệm cực kỳ băng lãnh. Trên mặt của Sở Thanh Mặc nhất thời nở một nụ cười thần bí. Tiếp theo, thân thể của hắn từng khúc từng khúc vỡ nát, sụp đổ, tựa như một người được làm bằng sứ, trong nháy mắt bị giáng một đòn nặng nề, vỡ nát thành vô số khối vụn. Một cảnh tượng này làm cho ánh mắt của Toa Lan lộ ra vẻ khó tin, gã vô cùng hoàng sợ nhìn thân thể của Sở Thanh Mặc đang vỡ vụn. Sau đó nhìn thấy chỗ cây trường kích của gã xuyên qua lập tức xuất hiện ở nơi xa xôi vô tận. Lúc này, thân thể đã vỡ thành vô số khối vụn của sở thanh mặc trong nháy mắt tụ hợp lại, một lần nữa hóa thành một thân ảnh cao to, trên người khoác lên chiến y, chân đạp một cái lò luyện đan vô cùng to lớn, trên đầu lỡ lửng một vật giống như một tấm gương thần giám, cánh tay trái giống như được tạo ra từ hoàng kim, cảm giác một lực lượng kinh khủng đang tràn ngập, phía trên có vô số tê chớp nhiều con rồng đang vườn quanh, cánh tay phải, cầm một thanh trường đao huyết sắc trong nháy mắt khi nhìn thấy cây đau kia mí mắt của toa lan bỗng nhiên nhảy một cái lúc này gã nghĩ đến một người là ngươi cái thế vô song trong mắt to lan bán ra vẻ hoảng sợ gã rút cuộc hiểu ra vì sao liên minh tinh anh lớn mạnh như vậy cũng rút cuộc hiểu vì sao liên minh tinh anh có nhiều tu sĩ trên phong thần bảng như vậy rõ ràng là người này đã trở về hắn đã biến mất mười mấy kỷ nguyên bên trong thông đạo người biết được chuyện này đều cho là hắn đã chết hắn làm sao có thể trở về hơn nữa làm sao có thể cường đại đến cảnh giới này trường kích thanh đồng của gã vẫn còn ở phía kia trong vùng trời xa xôi vô tận một kích vừa rồi của gã hầu như là ngưng kết toàn bộ sức mạnh mà hành động này của sở thanh mặc nằm ngoài dự liệu của mọi người hắn lại có thể làm cho thân thể trong nháy mắt vỡ nát thoát khỏi việc bị thời gian chấn áp chạy thoát một kích kia sau đó sự phản kích của hắn lại kinh người như vậy bén nhọn như vậy toà lan mắt thấy thanh thanh trường đao huyết sát yêu dị trong tay sở thanh mặc đang hung hăng chém về phía gã trong ánh mắt của gã có vẻ vô cùng hoảng sợ cây đao kia để lại cho người ta ký ức quá sâu năm đó cây đào kia tạo ra quá nhiều sự chóc có vô số sinh linh trong thông đạo đã phải bỏ mạng dưới cây đào đó bây giờ nó thế mà lại xuất hiện vẫn nằm trong sự khống chế của sở công tử cái thế vô song không tòa lan gầm lên kinh thiên động địa pháp thân của gã lập tức trở nên vô cùng to lớn đầu đội kết giới trong thông đạo chân đạp mặt đất rộng lớn trong thông đạo gã đưa tay ra một trường chụp thẳng về phía tia sáng mà sở thanh mặc vừa chém ra cả một vùng đất đai vạn dặm trong thông đạo đều rung động theo không biết có bao nhiêu đại năng bị kinh hãi từ nơi bế quan lao ra trong nháy mắt bay lên trời nhìn về phía thương cổ thành xa xôi bàn tay của toa lan bị một vùng ánh sáng bao bọc trong nháy mắt bổ ra cùng bị bổ ra còn có thân thể của toa lan nhìn tổng quát lịch sử của cả thông đạo này chỉ sợ cũng không có có bao nhiêu thái thượng bị người ta mạnh mẽ bổ ra người so với lúc trước lợi hại hơn Tên thủ lĩnh hiện tại của Toa Lan đạo tặc vô cùng kinh hãi tạo lại thân thể. Cảnh giới này rất khó bị giết chết, nhưng nhục thể của gã bị bổ ra, bị trọng thương. Cây đau này quá mức yêu tà, phía trên ẩn chứa vô tận sát đạo quá ác liệt, ác liệt đến mức tu sĩ cảnh giới thái thượng cũng phải sợ hãi. Trường kích thanh đồng trong nháy mắt bay trở về nằm trong tay tên thủ lĩnh Toa Lan đạo tặc, gã cũng phát ra toàn bộ sức mạnh bắt đầu điên cuồng đánh giết. Bởi vì gã biết người này là ai. Mười mấy kỷ nguyên trước đó, vị sở công tử cái thế vô song, ở trong đoạn lịch sử của cả thông đạo này, vị sở công tử đó một người một đao đánh cho vô số cường giả trong cả thông đạo phải tức nghẹn, đánh tới hầu như không ai dám cùng với hắn đánh một trận. Về sau, hắn biến mất, không biết bao nhiêu người trong thông đạo, tất cả đều thở dài một hơi. Hắn thành đạo chính là vào những năm tháng đó, mặc dù chưa từng thấy tận mắt phong thái của vị sở công tử cái thế vô song, nhưng trong ta lại nghe được rất nhiều truyền thuyết thuộc về hắn. Về sau, sở thị vương tộc bị hủy diệt, vị sở công tử kia cũng biến mất thanh yêu đau đó cũng theo hắn cùng nhau biến mất. Về sau, có tin tức truyền đến nói vị sở công tử kia phạm vào cấm kỵ, bị đại tổ tiêu diệt. Càng về sau, liên quan tới sở thị vương tộc, liên quan tới vị sở công tử kia liền thành một chủ đề rất kiêm kỵ. Trăm vạn năm sau, đã dường như không có ai đề cập đến hắn nữa, giống như là bị lãng quên bên trong dòng sông thời gian. Bây giờ, hắn lại xuất hiện. Mang theo chiến lực so với lúc trước càng hung hiểm hơn, vẫn như cũ cầm trong tay thanh trường đao yêu dị bóng máu, xuất hiện ở trước mặt gã. Khỏi cần nói, cả thông đạo, rất nhanh, có thể sẽ lại phải gặp cảnh thiên hạ đại loạn. Tòa lăn rất kinh hãi, cũng rất phẫn độ, gã cam tức nhìn sở thanh mặc. Kẻ thù của ngươi không phải là chúng ta, đến tìm chúng ta gây phiền phức, ý muốn như thế nào? hàng ta, hoặc là... Chết! Thần niệm của sở thanh mặc vô cùng cường thế, giống như chiến lược của hắn bây giờ, cường đại đến tột đỉnh. Ngươi muốn thu phục một thái thượng bên trong ánh mắt của thủ lĩnh toa lan đạo tạc tràn ngập vẻ không dám tin nhìn sở thanh mặc như đang nhìn một tên ngốc từ vạn cổ đến nay người đã từng gặp một thái thượng đầu hàng chưa vậy thì bắt đầu từ ngươi sở thanh mặc nói rồi cánh tay như đúc bằng vàng dòng có một tê sét như một đầu rồng đang vờn quanh đột nhiên chụp về phía cơ thể của toa lan toa lan sử dụng thanh đồng trường kích để đỡ keng một tiếng nổ vang ầm ầm dưới bầu trời này ở bên trong kết giới dày vô tận này ầm ầm vang lên. Toa lan giống to, có vẻ rất đau đớn, thân thể của gã khét lẹt. Vô tận lực sấm sét lập tức chui vào trong thân thể của gã làm nhục thể của gã xém chút đốt thành than. Toa lan xoay chuyển huyền công, làm cho thân thể của mình khôi phục bình thường, sau đó nghiến răng nghiến lợi cùng sở thanh mặc chiến đấu. Gã thải chết cũng không nguyện đầu hàng người khác. Nếu không, từ vạn cổ đến nay, có quá nhiều cổ tộc đã từng mời chào bọn họ, đề ra điều kiện cùng đãi ngộ quả thực tốt đến mức làm cho người ta không có lời nào để nói. Nào có giống sở thanh mặc, dùng chiến lược mạnh mẽ để buộc gã đầu hàng. Chớ nói chi là mỗi một thời đại to lan, thực chất bên trong xương cốt là một loại kiệt ngạo cùng kiêu hãnh, còn có huyết tính đều là của người mạnh nhất. Đại chiến đang tiếp tục, kết giới phía trên kia không biết dày bao nhiêu cũng bị cuộc chiến giữa hai người làm cho bị hủy cả vạn giam. Kết giới kia là do pháp tác hóa thành, cuộc chiến bình thường, đừng mơ tưởng làm thương tổn tới nó một chút xíu nào. Một khi đụng vào kết giới cũng sẽ nhận lại lực phản ngược khủng khiếp, nhưng hai người này, cơ bản không không để ý, điên cuồng chiến đấu ở phương xa vô tận linh thông thượng nhân cùng toa lan đời trước cũng đã hoàn toàn triển khai chiến đấu mức độ chiến đấu giữa bọn họ cũng hung tàn không kém chút nào bên này đến cảnh giới này rồi không có kẻ nào yếu cả chỉ có cường giả tương đối mà thôi linh thông thượng nhân cùng toa lan đời trước đồng thời đang chú ý cuộc chiến bên phía sở thanh mặc mắt thấy sở thanh mặc đánh hầu như áp chế thủ lĩnh toa lan hiện tại thủ lĩnh toa lan đời trước lòng nóng như lửa đốt gã cũng đã biết sở thanh mặc là người thế nào căm tức nhìn linh thông thượng nhân người kia là sở công tử cái thế vô song còn ngươi là ai ta chính là ta linh thông thượng nhân nhàn nhạt, nhạt nói mỗi khi giơ tay nhấc chân đều mang theo đạo vận vô cùng vô tận nhìn không giống hung tàn như sở thanh mặc nhưng thực tế uy lực không hề nhỏ trước nào sở công tử chỉ có một người ngươi cũng không phải hắn ngươi đến cùng là ai toà lan đạo tặc chúng ta cùng sở thị vương tộc không oán không thù kẻ thù của các ngươi cũng không phải chúng ta Thủ lĩnh Toa Lan đời trước thấy sở thanh mặc công phạt Toa Lan đạo tạc như vậy liền cảm thấy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Linh thông thượng nhân trả lời, dường như là cùng lúc với sở thanh mặc. Hoặc là đầu hàng, hoặc là chết, nào có nhiều lời để nói như vậy, trong những năm tháng vô tận, người bị các người vô cớ cấp đoạt tài nguyên có phải nên hỏi một câu vì cái gì hay không? Phía dưới, trên vùng đất của thông đạo, hăng ổ của Toa Lan đạo tạc phát sinh giết chóc máu tanh vô cùng kinh khủng. Cổ băng băng cùng Toa Lan lao vào đánh nhau, dường như chỉ trong phút chốc, vùng đất này đã bị san phẳng đây là một trận chiến chân chính song phương không ai hạ thủ lưu tình tọa lan đạo tặc có thể tung hoành trên mảnh đất này trong những năm tháng vô tận cũng không phải chỉ biết ngồi không bên này liên minh tinh anh mặc dù kinh nghiệm chiến đấu hơi kém một chút nhưng thắng ở chỗ có nhiều tu sĩ cảnh giới cao thâm tăng thêm nhân số bên phía liên minh tinh anh rất đầy đủ cho nên cuộc chiến lâm vào trạng thái rằng co cổ băng băng cùng thiếu chủ của tòa lan chiến đấu tương đối kịch liệt tính tình của thiếu chủ toa lan vô cùng cuồng dã chiến đấu cũng tương đối điên cuồng cổ băng băng từ nhỏ xuất thân cổ tộc các loại kỹ xảo chiến đấu cùng phép thuật thần thông thì càng không cần phải nói nhưng do kinh nghiệm chiến đấu với thiếu chủ toa lan thì tranh lệch không ít cho nên cuộc chiến giữa đôi bến ngay từ đầu là thiếu chủ toa lan đang áp chế cổ băng băng nhưng thời gian trôi qua cổ băng băng cũng dần thích ứng với cuộc chiến sau khi chịu vài vết thương cổ băng băng ngược lại đã hoàn toàn bị kích thích ra huyết tính trong xương cốt của mình keng toa lan cầm trong tay hai thanh loan đao chém thẳng về phía đầu và bên hông cổ băng băng hai thanh loan đao kia đều lóe ra tên sáng lạnh như băng mang theo sát khí vô tận cổ băng băng tay cầm một thanh trường kiếm cũng là một binh khí cấp bậc tổ khí hung hăng đâm về phía mi tâm của toa lan so hung ác với ta sao hai đầu lông mày của toa lan hiện lên một vòng sát khí hai thanh loan đao không chút nào ngừng lại tiếp tục chém về phía cổ băng băng trường kiếm của cổ băng băng trước tiên đâm đến mi tâm của toa lan mũi kiếm vô cùng sắc bén sát khí rét lạnh đâm rách mi tâm của toa lan nhưng cùng lúc đó một thanh loan đao của toa lan cũng đã chém tới chiếc cổ trắng gần của cổ băng băng một thanh loan đao khác cũng xuất hiện bên hông của nàng song phương không ai có ý nghĩ thu tay lại Con, đương đương ba tiếng nổ chỗ mi tâm của toa lan xuất hiện một pháp khí cổ xưa chỉ lớn bằng đầu móng tay nhưng chặn được một kiếm này của cổ băng băng đồng thời trên đầu cổ băng băng cũng mọc ra một cái mặt nạ cũng là một pháp khí có sức phòng ngự cường đại trên người xuất hiện một bộ chiến y công kích của đôi bên đều hung hăng bổ xuống Phóc. Cổ băng băng phun ra một ngụm máu tươi. Phụt, Toa Lan cũng phun ra một ngụm máu. Sau đó đôi bên nhìn thẳng vào mắt nhau, ánh mắt lạnh như băng. Giết. Chết đi, hai nàng cùng nhau kêu khẽ, lại lần nữa tấn công đối phương. Sáu vị đại thánh gầm thét tập hợp lại một chỗ, hung hăng chém giết đối thủ của mình. So sánh với rất nhiều thành viên của liên minh tinh anh chưa đủ kinh nghiệm chiến đấu thì kinh nghiệm của bọn họ lại vô cùng phong phú. Năm đó ở La Thiên Tiên vực đi theo hầu tử chẳng khác nào một đường đánh giết mà lên đối với chuyện chiến đấu bọn họ so với nhóm cường đạo toa lan không thua kém chút nào tuyết sao đại thánh hiện ra bản thể khí lực kinh khủng kia tàn ra uy áp vô tận chấn áp một đám thành viên đều có cảnh giới đại thánh của toa lan đạo tạc ở đó móng vuốt của nó vô cùng sắc bén tùy ý vạch một cái đã mở ngực phanh bụng một tên đạo tạc cảnh giới đại thánh ngã từ trên trời xuống miêu đại thánh hóa thành một con mèo lớn màu vàng hình dáng chỉ một trượng lại vô cùng linh hoạt mỗi một chiêu đều có thể để lại một vết thương kinh khủng trên người kẻ thù trên mảnh đất này máu tanh nổi lên bốn phía từng mảng mây máu bay lên tiếng hồ giết rung trời trên trời cao vô tận bên trong kết giới của thông đạo sở thanh mặc cùng thủ lĩnh toa lan đang chiến đấu cũng đã đi vào hồi cuối sở thanh mặc đao chức nhanh hơn đao sau mỗi một đao đều mang đại đạo vô tận đánh tới hiện tại đạo của hắn đã hoàn toàn áp chế đạo của đối phương chiến lược của hắn cũng hoàn toàn áp chế tên thổ phỉ đã hoành hành nhiều năm này cái gì gọi là đại năng trẻ tuổi chân chính? đó chính là sở thanh mặc. thời gian hắn tu đạo cơ bản không thể so với đối phương, nhưng số mệnh trên người hắn cùng với cơ duyên, đạo hạnh, chiến lược, pháp thuật thần thông, cho dù là cái nào đều vượt xa đối phương cả một cái đầu. cho nên, đừng nhìn thủ lĩnh hiện nay của tòa Lan đạo tặc có cảnh giới cao hơn sở thanh mặc, nhưng so với thực lực tổng hợp lại bị sở thanh mặc đè bẹp, gã gầm thét liên tục, vô cùng không cam lòng, nhưng lại không thể thay đổi kết cục này. đây mới thật là bị người áp chế là thật sự lực bất tòng tâm, không phải ngươi muốn liều mạng là có thể làm cho đối phương bị trọng thương. Thậm chí ngay cả cơ hội liều mạng, sở thanh Mặc cũng không cho gã. Thật muốn điên lên. Thủ lĩnh hiện tại của Toa Lan cho tới bây giờ chưa từng thấy tu sĩ nào giống như sở thanh Mặc. Bịch. Cánh tay trái của sở thanh Mặc lại một lần nữa đánh về phía vai phải của tên thủ lĩnh Toa Lan. Ở nơi đó lần nữa để lại một mảng lớn khét lẹt. Lực sấm sét này làm cho thủ lĩnh hiện tại của Toa Lan đạo tặc vô cùng đau khổ. Keng. thì thiên chém ngang, để lại một vết thương thật sâu trên người đối phương toàn thân sở thanh mặc đẫm máu có máu của chính hắn cũng có máu của đối phương nhưng máu của đối phương thì nhiều hơn một chút bây giờ trong đôi mắt của hắn tràn đầy sát khí vô tận tiếp theo hai người bắt đầu đấu pháp đây cũng là hành động bất đắc dĩ của thủ lĩnh toa lan đánh cận chiến căn bản gã không phải là đối thủ của thanh niên này các loại thần thông từ hai người tấn công về phía đối phương kết giới phía trên bị hai người hủy diệt càng ngày càng nhiều quy tắc của thiên địa ở nơi này nhìn qua đều trở nên vô cùng hỗn loạn nếu có tu sĩ đại thánh xuất hiện ở đây trong nháy mắt sẽ bị lực lượng này nghiền nát tại chỗ dù là tu sĩ tổ cảnh cũng khó mà chịu đựng được tuy sở thanh mặc chưa tới cảnh giới thái thượng nhưng ở chỗ này lại hành động như thường tiến thối có độ đánh tới hiện tại năng lượng trong cơ thể hắn cũng không có cảm giác suy yếu chớ nói chỉ hy vọng của thủ lĩnh toa lan đã hoàn toàn cạn kiệt ở bên kia cuộc chiến của linh thông thượng nhân với thủ lĩnh toa lan đạo tặc đời trước cũng từ đầu đều đánh ngang tay cho tới giờ đã đơn phương áp chế